Đúng với những gì Đỗ Mười tuyên bố với các đồng chí hàng bắc bó của họ, giải phóng miền Nam chúng ta có quyền tịch thu tài sản, trưng dụng nhà cửa, hãng xưởng, ruộng đất chúng nó, xe chúng nó ta đi, vợ chúng nó ta lấy, con chúng nó ta bắt làm nô lệ, còn chúng nó thì ta đày đi lao động khổ sai vùng kinh tế mới vào nơi rừng sâu nước độc. Chúng nó sẽ chết lần mòn. Một thủ đoạn trả thù độc ác của loại kỵ bắc bó chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Không thể quên được. Suốt một tháng qua tôi không muốn nhắc tới. Một lần nhắc tới là một lần đau lòng. Bây giờ chúng tôi xin được phép trở về với lại cái tổ chức hội nghị bàn tròn của đài BBC tổ chức ngày 23 tháng 4 vừa qua. Ở trong đó có một số ý kiến. Thực ra thì những ý kiến này cũng là những ý kiến đúng chứ không sai, nhưng nó chưa đủ. Họ đặt ra một số những cái vấn đề là cái chủ đề của nó được là có ngược đãi hay không hậu 30 tháng 4. Đó là cái chủ đề của bàn tròn do BBC tổ chức ngày 23 tháng 4 vừa qua. Thì có những cái ý kiến của một số những vị được mời để tham dự. Ở đây chúng tôi chỉ xin được phép bình luận riêng về cái ý kiến của một người là Đại tá Phạm Hữu Thắng, nguyên chuyên viên nghiên cứu cao cấp của Viện Lịch sử Quân sự Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam từ Hà Nội, nói: tôi nghĩ bây giờ tìm lại những bằng chứng để có những việc tìm lại những việc đó cũng hơi khó. Và tôi cho rằng dần dần pháp luật quy định lại thì có thể những điều nào vô pháp luật quá sẽ tìm, và có bằng chứng rõ ràng thì người ta cũng sẽ tìm, người ta cũng sẽ giải quyết. Nhưng mà bây giờ thành một chính sách riêng, bản thân tôi nghĩ là hơi khó vì nó cũng lâu lắm rồi. Nhà nghiên cứu lịch sử quân sự này đã phát biểu như vậy trong cái hội nghị bàn tròn. Thưa với quý vị, ở đây chúng tôi xin phép không phê bình những cái ý kiến của một số những vị khách được mời tham dự, ngoại trừ ý kiến của Phạm Hữu Thắng, mà chúng tôi xin được lặp lại một cách rõ ràng là nguyên là chuyên viên nghiên cứu cao cấp của Viện Lịch sử Quân sự Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam. Cái vấn đề người ta đưa ra ở cái hội nghị bàn tròn này là người ta đặt cái vấn đề là có hay không có vấn đề ngược đãi sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 phát xuất từ Đảng Cộng sản đối với lại quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, miền Nam nói riêng và toàn dân miền Nam nói chung. Như vậy người ta có muốn đặt ra cái vấn đề là một cá nhân nào đó đã có những cái hành động đối xử ác độc đối với lại quân dân miền Nam hay không? Không. Đây không phải cái chủ đề để đi tìm một cá nhân nào đó có cái hành động ác độc. Cái hành động ác độc của một cá nhân á, xã hội nào nó cũng có. Người ta không cần đặt cái vấn đề đó ra. Đặt vấn đề ra ở đây là cái chính sách của nó. Cái chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra để áp đặt cho quân dân cán chính miền Nam Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chứ không phải người ta muốn đặt lên cái đi tìm một cái hành động ác độc của một cá nhân. Vậy thì khi nó đã là một chính sách của một chính thể thì có khó tìm không? Tại sao một người tự nhận mình và đã giữ những cái trách nhiệm là chuyên viên nghiên cứu cao cấp của Viện Lịch sử Quân sự lại trả lời một câu mà thiếu tất cả những cái gì đó có tính cách, có tư cách của một người nghiên cứu lịch sử? Đây là một lời phát biểu hoàn toàn có tính bao che cho hành động tàn bạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Mà ngay từ đầu chúng tôi đã nói rằng ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một ngày, là một cái vết nhơ cho lịch sử dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam gây nên. Trong cuộc chiến, ai trong chúng ta cũng phải chấp nhận một điều rằng: anh không bắn tôi thì tôi phải bắn anh. Tôi không bắn anh là bởi vì nếu tôi không bắn anh thì anh cũng bắn tôi, vì nó là chiến tranh mà. Ok, cái đó ai cũng đồng ý, có thể bỏ qua một bên. Nhưng sau chiến tranh thì vấn đề áp đặt những cái hành động bạo ngược phát xuất từ chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi xin được đi vào chi tiết hơn một chút xíu. Khi nói về chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, hẳn không ai trong chúng ta, kể cả đồng bào trong quốc nội, có quên được không? Những ngày sau 30 tháng 4 năm 1975, có quên được không? Đó là một ngày không thể quên. Chỉ còn một vài ngày nữa thôi, chính những người Cộng sản sẽ tổ chức ăn mừng, mà họ tổ chức ngay tại Sài Gòn, mà họ lấy cái tên, đã đổi cái tên nó thành thành phố Hồ Chí Minh. Họ chuẩn bị hàng chục ngàn người để diễn hành trong cái cuộc diễn binh này, để phô trương, để vinh danh một cái chiến thắng mà người ta cho rằng cái chiến thắng đó là một cái chiến thắng ảo, nó không phải là cái chiến thắng thật. Nếu nó là một cái chiến thắng thật đó, thì đất nước ngày hôm nay đâu đến nỗi mà để nằm trong cái khống chế của Trung Cộng. Họ đã đánh đuổi được thực dân Pháp ở trận Điện Biên Phủ. Không phải đây là cái công của Đảng Cộng sản, mà toàn dân Việt Nam lúc đó đều chống lại thực dân Pháp, cũng như các dân tộc Á Phi khác bị khống chế bởi thực dân Pháp. Các đảng phái như Việt Nam Quốc dân Đảng, Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội đều là những lực lượng đứng lên chống lại Pháp. Nhưng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã tìm cách chu diệt những lực lượng này. Điển hình như cụ Phan Bội Châu. Lịch sử, tài liệu đã chứng minh Hồ Chí Minh đã bán cụ Phan Bội Châu cho thực dân Pháp. Sau khi đánh đuổi được thực dân Pháp, Hiệp định Geneva ký, Cộng sản Việt Nam đã áp dụng tàn độc hơn thực dân Pháp tại miền Bắc. Tài liệu đã có đầy đủ, từ cải cách ruộng đất cho đến tất cả mọi thứ. Bây giờ chúng tôi xin được trở lại sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cái chính sách đó là cái gì? Vì nó được ghi trong văn kiện Đảng toàn tập do nhà xuất bản chính. Ngày đầu tiên bước chân vào miền Nam Việt Nam á, Đảng Cộng sản Việt Nam đã áp dụng một cái chính sách mà ai cũng nhìn thấy ngay, ứa nước mắt. Đó là huy động một số những cái em thanh niên trẻ được dẫn đầu mỗi toán bởi một cán bộ cộng sản để đi tịch thu sách ở các tư gia cũng như tại các tiệm sách. Ngay tại Sài Gòn nhà tôi cũng bị vào tịch thu sách. Ông cụ tôi, ông hơi ngang, ông ấy đuổi, ông không cho vào. Ông ấy, vì ông ấy là một giáo sư ở Sài Gòn, ông có nói nhà thầy chỉ có sách để dạy học thôi nha, không ai vào đây tịch thu được đâu đó. Tôi nghĩ rằng nếu mà lúc đó cương lên đó thì chắc ông cụ tôi chết tại chỗ. Nhưng họ đã rút đi và họ đi vào những cái nhà khác để tịch thu sách. Thưa với lại quý vị là đó là cái hành động mà nó ở vào một cái thời kỳ Trung cổ, cái thời kỳ mà của Tần Thủy Hoàng đốt sách giết học trò. Đó là một trong những cái hành động của chính sách, không phải là của một cá nhân. Ta đi tìm cái hành động gian ác của chính sách do Đảng Cộng sản đưa ra, chứ không phải hành động của một vài tên công an cai tù đánh đập tù nhân. Chuyện không đáng nói tới. Cái hội nghị bàn tròn của BBC đưa ra là muốn nói đến cái chính sách, mà chính sách thì không có khó tìm, vì nó đã có văn bản và nó đã là hiện thực mà cả hơn 20 triệu người dân miền Nam Việt Nam lúc đó vào năm 1975. Chỉ có hơn 20 triệu thôi. Ai mà không biết chuyện đó mà lại
do một nhà nghiên cứu lịch sử của Cộng sản nói rằng bây giờ khó tìm. Tìm cái gì? Tôi đâu có, chúng tôi không cần đi tìm những cái cá nhân phạm tội. Khi mà đọa đầy những cái quân dân cán chính miền Nam Việt Nam, hoặc là trả thù gì, không cần. Đây là cái vấn đề đặt ra là vấn đề chính sách mà Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm. Thì thưa với lại toàn thể quý vị, bây giờ nói về cái chính sách đó, thì đầu tiên đó, chúng ta thấy rằng họ đã áp dụng cái chính sách là đánh cho kinh tế miền Nam xuống thấp bằng kinh tế miền Bắc qua cái hành động đánh tư sản mại bản. Họ cố tình dành ghép thêm hai chữ mại bản vào phía sau. Thật sự ra họ chủ trương cướp đoạt tài sản của miền Nam Việt Nam. Cái giai đoạn đầu người ta cố tình đánh vào những nhà tư bản để cho những cái sự phẫn uất nó chỉ được thu gọn ở trong cái giới giàu có ở miền Nam mà thôi. Nó chưa đánh sang toàn bộ quần chúng ở miền Nam. Nhưng sau đó thì cái việc mà đánh cái nền kinh tế của miền Nam Việt Nam đó, khiến cho dân miền Nam đó nhà sạch nhà, phố sạch phố. Đó là một trong những khẩu hiệu được đưa ra ngay từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ở miền Nam nhà cửa và đường phố đâu có đến nỗi bẩn thỉu để mà nói nhà sạch nhà, phố sạch phố, ám chỉ như là một lệnh. Ok, dọn hết toàn bộ. Dọn hết toàn bộ. Kính thưa với lại quý vị là cái chính sách được áp dụng đó ở miền Nam Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 nhiều lắm. Trước khi trở lại những cái chính sách đó để chia sẻ với quý vị, xin quý vị đừng rời máy để theo dõi một số những cái thông báo sinh hoạt cộng đồng. Chúng tôi xin được trở lại với quý vị về một số những cái chính sách mà Cộng sản đã áp dụng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Không ai trong chúng ta là không biết, ngoại trừ một số các em được sinh ra sau năm 1975 thì không là chứng nhân của những cái hành động tàn bạo đó. Nhưng những người mà năm nay ngoài 50, 60, không ai có thể quên được những cái chuyện đó. Thưa với lại quý vị, một trong những cái chính sách đó gian ác là sau khi đánh tư sản mại bản, đổi tiền, đã, bây giờ toàn dân miền Nam chết rồi. Lấy 500 đồng của Việt Nam Cộng Hòa đổi lấy 1 đồng của Cộng sản. Quý vị nghĩ xem, tàn bạo đến mức độ nào? 500 đồng để đổi lấy 1 đồng, mà lại còn giới hạn rằng chỉ được đổi 2.000 thôi. Xong, còn lại bao nhiêu đốt, vứt. Nhưng bọn chúng đã cướp tại các ngân khố suốt từ vĩ tuyến 17 chạy về cho tới Cà Mau. Nó đã cướp toàn bộ số tiền đó nằm trong ngân khố và tự chúng đã đem đi đổi để nó lấy được cái số tiền mới. Thành ra nó vẫn giàu hơn mình. Một số những câu hỏi đặt ra là sao Cộng sản nó mau giàu thế? Đây cũng là một trong những cái khởi điểm mà chúng nó giàu đấy. Ở đây chúng tôi xin mở, được phép mở ngoặc một chút xíu. Có cái khoảng thời gian vào khoảng cả chục năm trời, người ta đổ tội cho ông Nguyễn Văn Thiệu là lấy 16 tấn vàng, bây giờ hồ sơ nó bạch hóa hết rồi. 16 tấn vàng đó do chính Cộng sản Việt Nam lấy và đã đem cống hiến cho Liên Xô để trả nợ cái gì đó. Tất cả những hành động đó là một hành động cướp đoạt của một vụ án cướp có vũ khí. Đối với luật hình thì đây là một tội gia trọng. Đối với lịch sử đây là một vết nhơ. Chính sách đổi tiền xong, tới chính sách di dân đi vùng kinh tế mới. Đuổi toàn bộ những người dân miền Nam Việt Nam ở trong các thành phố về những cái vùng hoang dã. Tất cả những cái chứng bệnh của sơn lam chướng khí người miền Nam Việt Nam phải gánh chịu.
Tôi còn nhớ cái ngày đó tôi đang nằm ở trong trại tù Chi Hỏa. Cũng may mắn sau hơn một năm thì gia đình đã thăm. Vợ tôi vào thăm có nói như thế này. Này bố, họ sẽ yêu cầu bố ký cái cam kết là họ sẽ thả ra khỏi tù nếu đi kinh tế mới. Vợ tôi nói đừng ký nha. Có một người nào mà vợ mà lại ác đến cái mức độ mà bảo chồng đừng có cái ký cái giấy cam kết để ra khỏi tù bao giờ không? Vợ tôi chỉ có nói một câu, hãy thương các con. Anh mà ký một cái thôi đó là nó bắt mình phải đi kinh tế mới ngay. Mà chưa chắc đã thả anh ra và con mình sẽ chết. Anh cứ nằm trong đó để chịu đựng những cái ngày tù này thôi. Vì cả dân tộc của chúng ta đang ở trong tù. Tôi bảo tôi chấp nhận chuyện đó mà. Tôi mà hạ bút xuống ký một cái thôi là nó sẽ tống vợ con tôi đi kinh tế mới. Và vợ tôi xác nhận là nếu mà đi kinh tế mới là chết các con ngay. Biết bao nhiêu gia đình đã chôn thây ở tại những vùng kinh tế mới do Cộng sản thiết lập lên. Nó gọi là vùng kinh tế mới nghe cho có vẻ đẹp, luôn luôn dùng những ngôn ngữ đó. Nhưng thật sự đó là một hình thức đi đày. Toàn bộ dân miền Nam Việt Nam bị đi đày, bị ngược đãi trong đối xử. Có hay không? Nó là hành động của một cá nhân không? Hay của một nhóm người không? Hay đây nó là cả một cái chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam áp đặt lên miền Nam Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1973. Vậy thì có gì để gọi là khó đi tìm thấy nó? Mà một nhà nghiên cứu lịch sử của Cộng sản nói giờ khó đi tìm lắm, nó cũng chẳng có bằng chứng nào cả. Trời đất, biết bao nhiêu quân cán chính miền Nam Việt Nam, biết bao nhiêu người dân miền Nam đã chết ở tại những vùng sơn lam chướng khí. Bây giờ tôi đi vào một cái vấn đề khác, đó là một vài câu chuyện trong tù mà chúng tôi muốn quý vị được nghe, hoặc có thể quý vị đã nghe rồi. Câu chuyện này, một nhân chứng hiện nay còn sống ở tại Houston, là một thiếu úy nhảy dù của tiểu đoàn 11. Khi đó vào năm 1977, đầu 78 thì Pol Pot bắt đầu pháo sang bên phía Tây Ninh. Thì ở gần đó có cái trại Bù Gia Mập. Thì cái tất cả các trại, các người tù đó phải chuyển về các trại khác. Và có một số đã chuyển về cái trại tù của tôi. Khi đó tôi đã rời khỏi Chí Hòa để ra trại tù Z30C Hàm Tân. Thì cái người thiếu úy của tiểu đoàn 11 nhảy dù này đã kể cho tôi nghe. Anh em em chết. Hỏi sao nhỉ? Tụi nó ác quá. Hỏi sao nhỉ? Anh có bao giờ tưởng tượng rằng một mạng người chỉ đẳng bằng một cái gói bao thuốc vàm cỏ không? Tôi hỏi sao nhỉ? Khi mà tụi em phải đi lao động khổ sai về ngang qua một cái suối thì tụi em ở đó tắm. Thế thì ba bốn cái tên mà vệ binh gọi là đi để mà giữ an ninh, sợ rằng những cái người tù này trốn đó, nó ngồi ở trên bờ nó nhìn xuống. Hai đứa nó đánh cá với nhau, nó nói nó chỉ một người, nó bảo chứ tao đố mày biết thằng kia nó chịu được mấy phút. Tôi nói như thế quý vị chưa hiểu nó là cái chuyện gì cả. Một tên nó nói thằng này nó có thể chịu được 3 phút. Tên kia nói nếu bây giờ mà nó chịu được quá 3 phút tao mất mày và một bao vàm cỏ. Mà đến 3 phút mà nó chết đấy thì mày mất tao bao vàm cỏ. Hai đứa nó thỏa thuận với nhau như vậy. Rồi á, nó gọi cái người tù đó lên, nó bỏ vào cái bao bố nó ném xuống dòng suối đó, nhận chìm ở dưới đó. Sau đúng 3 phút nó kéo lên. Hễ người đó còn sống thì tên này nó được bao vàm cỏ. Nếu tên này, nếu người tù này chết thì tên kia nó được bao vàm cỏ. Quý vị tự nghĩ xem cái hành động như thế nó còn nhân tính hay không. Anh em chúng tôi chết vì vậy đó. Chỉ vì một bao vàm cỏ thôi đó. Mạng sống của anh em chúng tôi đã được đánh giá như vậy đó. Nếu chính sách không chấp nhận để cho những người cán bộ đó giết chúng tôi thì họ không dám làm như vậy. Cái này là phát xuất từ chính sách chứ không phải là phát xuất từ những cá nhân đó. Cộng vào đó
những cái chết oan khiên khác. Không phải chỉ của riêng anh em quân cán chính, mà của chính người dân bình thường không can dự gì vào cuộc chiến. Cũng giống như anh chị em tôi còn sống ở miền Bắc, không can dự vào cuộc chiến. Họ cũng không đi vào quân đội, họ cũng không đi bê, họ cũng chẳng gì cả. Tại sao họ phải chết? Tại sao người dân miền Nam Việt Nam lại phải chết lúc đó? Một trong những cái gian ác hơn nữa mà đáng nhẽ anh em chúng tôi chết hết chứ không phải còn ngồi hôm nay ở đây để tưa chuyện với quý vị, đó là một số những anh em nào đã từng ở trong các cái trại tù tập trung đó thì nhớ lại, tôi kể lại này. Chung quanh những trại tù đều có hàng rào kẽm gai và chồng tre. Được vào khoảng một thời gian đến năm đầu năm 1900, cuối năm 1978 thì bắt đầu nó có lệnh đào những cái giao thông hào ở phía ngoài hàng rào tre đó. Nó nói rằng là sợ rằng người cả các cái anh em tù trốn trại có đào ở cái đáy, tức là đào thành một cái hình thang mà đáy nhỏ nằm ở sâu ở dưới 2 thước, cao là 3 thước rưỡi, bề ngang trên là 3 thước rưỡi, và nó cao vào khoảng lưới chừng 2 đầu người. Chúng tôi phải đào cái đó. Sau đó chúng tôi chuyển ra cái trại tù Xuân Phước. Trại này nó nằm ở ngã ba Chí Thạnh, từ ở Nha Trang đi ra Tuy Hòa ở bên tay trái, để rẽ vào trong đó khoảng từ 15 tới 20 cây số thì nó có một khu Đồng Xuân. Ngày xưa quân đội cái lực lượng lôi hổ của Đại Hàn nó đóng ở đó cùng với nhóm biệt kích của mình. Chúng tôi được chuyển tới cái trại đó thì nó bắt đầu ao cá. Nó gọi một cái danh từ rất là mỹ miều là ao cá Bác Hồ. Trong cái cuộc đào ao đó và nhiều ao lắm, thì tôi có nghe được, chính tai tôi nghe được 2 tên cán bộ nói với nhau: tụi này nó ngu quá mày ạ. Nó không biết rằng đang đào cái mồ chôn chúng đó mà chúng nó đào hùng hục ấy. Đó là tất cả những cái chỗ để mà họ chuẩn bị tàn sát anh em quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa tập thể. Tàn sát tập thể. Nếu không có những cái can thiệp của quốc tế một cách mạnh mẽ, những cái tiếng nói của những đồng bào của chúng ta đã may mắn đi được vào cái kỳ cuối tháng 4 và đầu tháng 5, vượt biên ra bên ngoài để lên tiếng về vấn đề này đó, thì có thể nói anh em chúng tôi ở trong chết hết rồi. Một trong những cái sức mạnh để mà can thiệp về vấn đề đó đó, phải nhận thức đó là Hoa Kỳ. Họ đã đưa ra một cái kế hoạch là cấm vận vì lý do vi phạm nhân quyền, rồi có những cái can thiệp ngầm nào khác nữa. Tất cả những cái giao thông hào để ngăn chặn sự trốn chạy của các người tù, hoặc là những cái ao cá với danh gọi mỹ miều là ao cá Bác Hồ, đều là những ngôi mộ tập thể trong tương lai để tàn sát chúng tôi. Đó là chính sách. Không có một tên trại trưởng nào lại bảo rằng là đi đào cái ao đó để nó chuẩn bị nó giết chúng tôi cả. Nếu không có lệnh từ Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tất cả các trại tù đều đào như vậy hết. Đây là chính sách. Không cần phải cả đi tìm bằng cớ gì cả. Các anh đã có giấy tờ rõ ràng. Đừng chối cãi. Điều mà thưa với quý vị chúng tôi không muốn nói tới. Suốt từ đầu tháng 4 cho đến bây giờ đã có 4 chương trình tôi không muốn nói tới vấn đề này. Nhưng một sự gian lận trong hội nghị bàn tròn ngày 23 tháng 4 của BBC mà bên phía Cộng sản Việt Nam đã tìm cách chối bỏ cái tội lỗi của mình đối với Tổ quốc và dân tộc, và tất cả những việc gì họ chuẩn bị làm trong tương lai nữa, chúng ta cần theo dõi. Trách nhiệm không phải là của một cá nhân, trách nhiệm không phải của một đảng phái, trách nhiệm không phải chỉ của anh em quốc đội, mà trách nhiệm chung của những ai còn lương tri đối với dân tộc của mình. Đầu tiên là do Mỹ gây ra. Phải tìm cho được tất cả những đường đi nước bước của Đảng Cộng sản trong những ngày sắp tới, để đất nước chúng ta
sẽ lâm vào cái cảnh đô hộ bởi Trung Cộng. Phải tìm cách ngăn chặn cho được bằng mọi cách, với tất cả các chiến dịch, như anh em trong các cái xã hội dân sự, như các hội tù nhân lương tâm, hội bầu bí, và hiện tại bây giờ là những cái cuộc biểu tình chống chặt cây xanh ở Hà Nội. Xin thưa với quý vị, hãy nhìn lại cái cuộc đấu tranh của dân tộc Ba Lan, khởi đầu chỉ là yêu cầu giá thịt bò giảm xuống thế thôi. Khởi đầu cuộc đấu tranh của công đoàn Ba Lan là yêu cầu giảm giá thịt bò, và từ đó nó đã kết hợp để làm một cuộc cách mạng đưa Ba Lan đến tự do, kéo theo sự sụp đổ của Đông Âu. Vậy thì với những cái chiến dịch của đồng bào trong quốc nội đang biểu tình để đòi tăng lương, đòi quyền hưởng cái tiền lương hưu của mình, chống lại cái sự cướp đất cướp nhà, và một trong những chiến dịch đang lớn nhất hiện nay đó là vụ cây sạch. Vậy thì nó đã có những cái bước đi mạnh mẽ hơn của Ba Lan là chỉ đòi giá thịt bò mà thôi. Chúng ta cần kết hợp trong và ngoài nước, trách nhiệm của tất cả dân tộc của chúng ta trong lúc này, trước lịch sử, trước tổ tiên của chúng ta. Không thể nào cái thế hệ này lặng thinh, vô cảm để cho Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước. Thưa quý vị, thời gian cũng đã quá thì một vài phút rồi. Chúng tôi xin phép được ngừng ở đây. Nếu mà nghĩ rằng cần phải đào sâu thêm vấn đề này nữa thì chúng tôi sẽ trở lại. Trước hết, mình nói về cái chuyện đất nước trước. Thì ngày 30 tháng 4, có lẽ tất cả dân Sài Gòn, họ cũng hình dung được phần nào, cái số phận của họ, cũng như số phận của đất nước họ. Nhưng mà thực tế là xảy ra là quá sức tưởng tượng của họ. Quá sức cái tưởng tượng của họ. Một cái kết quả mà tất cả thế giới đều biết đó, là dân Sài Gòn sống không nổi, chỉ một thời gian ngắn thôi mà phải bỏ xứ ra đi, không biết đi đâu, không biết đi đến chỗ nào, nhưng mà cứ đi. Lúc đó là người ta có cái câu mà cột đèn nó biết có chân nó cũng đi. Mà họ đi để tìm một cái sự gọi là cái tự do của con người. Bởi vì sống sau khi mà cộng sản Bắc Việt vào trong Nam chiếm rồi thì cái quyền con người nó mất hết rồi, và cái nhân phẩm con người cũng mất luôn. Đó, thầy không còn cái gì để mà sống hết tất cả. Cho nên họ tìm cái con đường sống trong cái chết, đi cái chết đó, mà làm cho chấn động tất cả hoàng vũ, tất cả trên thế giới như quý vị đã biết đó. Là đến bây giờ đó, để rồi tất cả động lòng cho tất cả các nước, để đây tất cả các nước đều phải giang tay rộng mở để đón tất cả những người tị nạn. Và có thể nói người Việt tị nạn cộng sản, phải dùng đúng cái chữ của họ, cộng đồng đó, nó ở khắp cùng cả thế giới bây giờ đó. Mà nó thành một cái cộng đồng bây giờ tức là cũng phải trên 3 triệu rồi đó, như quý vị biết. Thì đó là cái hậu quả của cái ngày miền Nam nó lọt vào tay cộng sản là như vậy, chịu nói vắn tắt thôi. Còn cái vụ mà tôi cho là lặt vặt đó, là cao bằng miền Nam bằng cách đổi tiền 3 lần, tịch thu tài sản mặc dù người ta không có tội gì hết, gán cho người ta cái tội, ví dụ chẳng hạn là kinh tế mày cho mày bạn đó, để rồi tịch thu tất cả tài sản. Bây giờ tất cả những người nào mà bây giờ vào Sài Gòn nó dòm thấy những cái người miền Nam mà gọi là dân sự đó đâu còn nữa, mà những cái cơ sở Sài Gòn là toàn những cái người ở phương Bắc đi vào trong này mà đã chiếm cứ làm ở đó. Mà muốn làm được cái đó sự thật là để cái gì?
họ đã đem tất cả quân dân cán chính của miền Nam hiện Nam họ đài. Họ đài đi để chi? Thứ nhất, cái việc đầu tiên họ cần đó là họ rảnh tay để cho miền Nam không còn ai có thể mà gọi là lãnh đạo, hay để cho hướng dẫn. Bởi vì họ biết rằng á, bây giờ người miền Nam khi họ vào đó, người ta chấp nhận, người ta nói thôi, vì chế độ mới vậy chắc không đến đổi gì đâu, ta sống. Nhưng mà trong thâm tâm người Cộng sản biết, mình không thể là như thế, mình họp, mình vô là mình phải cào, phải làm. Thì để mình lập lại tất cả những cái gì mà mình muốn đó, thì cái đó nó sẽ gây căm phẫn. Mà nếu gây căm phẫn thì bây giờ họ không chống, người dân họ không chống. Nhưng mà rồi mình gây căm phẫn đó, mình làm cho họ thấy cuộc sống họ đi đến con đường cuối cùng đó, là tự nhiên là họ phải nổi dậy. Mà muốn nổi dậy phải có người chỉ huy, và rồi gồm hết tất cả những người nào mà họ cho là có thể mà gây cái nguy hại cho họ, nguy hiểm cho họ, là họ đưa đề đài tù. Thì có thể nói rằng một triệu, tôi nói một triệu để ít, tại sao? Cái phần tụi tôi là mấy trăm ngàn đi đài ra ngoài Bắc để làm này kia, nhưng mà còn tầng ở địa phương đó, những người như xã ấp này kia, nghĩa là nói tóm lại, ở trung ương thì có chỗ giam của trung ương, địa phương có chỗ giam của địa phương, rồi xã ấp có chỗ giam xã ấp, tất cả những cái đó là những cái người nào mà họ thấy là có thể nguy hiểm cho chế độ là họ giam hết đó. Thì cái hậu quả mình nói sơ như vậy biết, thì cái đó thì bây giờ nữa, để mà nhớ lại thì là mình chỉ nói những điều lớn thôi, căn bản thôi, chứ còn những cái lặt vặt không kể. Nhưng có một cái điều nữa mà chúng nhòm thấy, cái mà đau buồn nhất hiện tới hiện giờ bây giờ là con người Việt Nam đã mất, cái văn hóa Việt Nam cũng mất hết tất cả. Bây giờ mình dòm thấy chúng ta xuống cấp, ngoài cái vấn đề kinh tế xuống cấp rồi mình không nói, mà mình nói được cái con người cũng xuống cấp, và văn hóa cũng xuống cấp nữa. Cái đó là cái hậu quả của 30 tháng 4. Và thưa ông, là tôi biết là ông cũng có tới 17 năm đi các cái trại cải tạo khác nhau. Thì cụ thể thì người ta muốn cải tạo như vậy, nhưng mà rồi cuối cùng cái mục đích của họ có đạt được không? Và một ngày ở trong trại cải tạo thì nó thường là như thế nào? Nói cho cải tạo để dùng cái mỹ từ cho nó đẹp, chứ đi đài của tôi chứ cải tạo cái gì? Sự thật là ai cải tạo ai? Bây giờ phải nói rằng cái trình độ tụi tôi với lại tất cả những cái cuộc sống của tụi tôi đó, có cần những người để mà để cải tạo, để đưa tụi tôi từ một cái ở bên con người nó có thể nó biết đầy đủ tất cả nhân phẩm xuống trở thành con thú vật đâu. Nếu cải tạo cái đó thì tôi đồng ý là cài cho tôi vậy, đài đà cho tôi trở thành một con người vô tri, một con người mà cũng như con thú vật đấy. Cái đó tôi thấy là hành hạ đài thôi. Còn bây giờ nói thế này, tôi nói chuyện cái nhỏ thôi, họ tiêu diệt chúng tôi một cách rất là tinh vi, thế giới không biết được đâu. Nhìn qua Pol Pot thấy giết kia là người giữ tấm máu này kia không, Việt Nam ở ngoài nhìn thẳng không thấy tấm máu, nhưng thật sự ra cái máu của chúng tôi nó rỉ xuống từ trong cơ thể chúng tôi, nó rỉ xuống chân tôi, nó nhiễu xuống đất, nó lan tràn mà không ai thấy. Chết đủ cách hết, đói rét, đói chết, bệnh tật chết, bị hành hạ về lao động chết. Rồi nội cái thời tiết khắc nghiệt mà không có cho tụi tôi được cái gì nữa. Tôi ngủ tôi phải lấy nhật trình với cái giấy báo đó mà tôi quấn trong mình tôi đấy. Bị hồi đi ra nó nói đi một tháng không có đem đồ lạnh gì hết tất cả. Rồi đem ra gặp cái miền Bắc khắc nghiệt không có. Chúng tôi kiếm từ muốn giải rách bố tời tôi lót mà chưa nói còn cái ăn. Cái ăn thì biết rồi là đói. Và cái đói nó làm cho con người ta nó có thể nói là sinh đủ thứ bệnh tật mà đủ thứ cái gì nó cái ảnh hưởng tất cả. Chỉ nói hai cái đó rồi. Rồi chưa kể cái vấn đề lao động khổ sai không chưa đủ. Về đó thay vì mà để chẳng hạn như họ đuối họ nuống rồi, để cho họ nằm họ nghỉ, mai tiếp tục làm những con kiếp trâu nữa. Nhưng không, dựng dậy bắt gọi là kiểm điểm, học tập này làm không tốt, cái này cái kia đó, gần cho tụi tôi đuối sức cái chất trọi. Để rồi đó chỉ còn ngủ được có vài tiếng đồng hồ, lá người đó, rồi mai tiếp tục cuộc sống như vậy. Đó là cuộc sống của chúng tôi trong những ngày cải tạo như vậy. Công việc đó. Mà họ chống giấy hay, tôi xin nói điểm nãy nữa nè. Có phải tụi tôi ở tù không? Vợ con ở nhà cũng ở tù. Tụi tôi là cái nhà tù nhỏ, thường dân chúng ở ngoài cái nhà tù lớn.
đó, từ nhà thù lớn mà họ dùng hay lắm. À, tôi nói cái tinh vi thế này, nói vợ chị ngoài này ráng đi dùng cái tên mới, ráng lao động nha, bởi vì chị ảnh hưởng đến ảnh ở nhà, nếu chị bên này mà chị không tốt, phường không tốt là ảnh không được ra. Còn đối với chúng tôi trong kia đó, các anh á phải lao động tốt, học tập tốt bên này kia thì có như vậy đó thì mới sớm trở về gia đình, chứ không thôi không về. Đó là có thể nói là họ dùng đủ tất cả những cái gì mà họ đánh cái đòn tâm lý. Họ rất hay về tâm lý, tôi nói là cộng sản là tâm lý giỏi lắm, nhưng mà cái tâm lý của họ đó thì họ dùng cái tâm lý họ, cái dùng mà cái cao siêu tâm lý của họ để mà họ khống chế con người và họ dùng con người cho họ, chứ không phải là họ dùng cái tâm lý họ để họ nâng tất cả con người trở thành của tất cả dân chúng họ. Đối với họ, dân đó, dân là kẻ thù mà. Dân miền Bắc cũng vậy, chứ không phải là dân miền Nam không. Dân là kẻ thù. Chỉ có họ đó, và gia đình họ là thế thôi. Vì họ biết, vì họ làm những điều gì xấu xa, họ nhìn trong kiến đó, họ thấy cái mặt của họ đó, xấu xa lắm, nhưng mà họ tưởng cái mặt người khác. Thì họ có nói người ta là anh thế này, anh thế kia, chứ sự thật đó là họ. Đó là những người cộng sản như vậy. Đối với tôi thấy vậy. Còn bây giờ thù, tôi nói thế. Chính ngay khi tụi tôi ở tù hả, chúng tôi có rất nhận chân rất rõ ràng. Chúng tôi thương tất cả những đồng bào ở ngoài Bắc. Chúng tôi thương, tôi thấy những cái bà già mà hỏi ra nhỏ tuổi hơn tôi, lúc đó là tôi 40 mấy tuổi, nhỏ tuổi mà cằn cổ già như bà già ở trong miền Nam 60-70 tuổi mà đi trên vai nặng, đi trên triền núi vác những cái thanh chuối thế này để dạy cho heo ăn, nước nóng như thế này, xuống sản phẩm như thế này. Tôi thấy rằng tôi thương quá. Tới bây giờ tôi về nhà, tới giờ này tôi hỏi vợ, tôi hỏi tôi anh ở sao, tại sao anh thương dân miền Bắc hơn dân miền Nam. Tôi nói dân miền Bắc đáng thương lắm, họ đau khổ lắm, họ đau khổ nhiều hơn mình, họ đau khổ 20 năm hơn mình nữa ở trong chế độ cộng sản. Thì để anh nói anh biết được cái tấm lòng của tụi tôi đó, tôi thương. Một người cộng sản đã nói chúng tôi thế này: các anh biết các anh thua, tại sao các anh thua không? Hỏi tụi tôi. Không phải tại Mỹ bỏ cái gì hết, là tại anh không dám cầm cái súng anh bắn vô dân anh. Còn tụi tôi đó, tụi tôi có chuyện làm chúng tôi vẫn phải bắn. Đó, để nói như vậy là thấy rằng những cái anh bộ đội về kia, chúng tôi thấy họ bị đi, họ không có thế nào mà họ không đi được. Nhà họ bị khống chế, không có ăn, họ chỉ làm sao đi. Và họ đi, họ nghe cái lệnh đó, họ chỉ làm. Họ làm một cách máy móc như thế này. Nói tóm lại, trái tim không còn nữa. Còn miền Nam đó, sự thật là chúng tôi có sự suy nghĩ làm. Thành ra cái quân đội ở trên miền Nam đó, có thể nói chúng tôi nó có một cái tính nhân bản rất cao. Và thế anh thấy cái vấn đề đó, tại sao mà dân chúng cứ bỏ chạy theo tôi không à? Không chạy ngược gì, giải phóng tới đâu mà tại sao không chạy ngược ra Bắc, mà chạy ngược tôi. Đó là cái tính nhân bản, người dân người ta biết ai thương họ. Đó chỗ đó. Thành ra vì xuất phát từ cái tấm lòng đó, chúng tôi nói chúng tôi không hận thù. Chúng tôi không bao giờ quên hết tất cả những cái gì mà người cộng sản đại đọa chúng tôi. Không quên. Nhưng mà không thù. Không ghim cái đó để trả thù. Trả thù làm sao chúng ta tiếp đời này kia, làm sao chúng ta xây dựng được đất nước. Kinh tế mới, nỗi kinh hoàng của người dân miền Nam sau năm 75. Sau năm 75, Việt Cộng đã lùa người dân miền Nam vào chỗ chết qua cái gọi là vùng kinh tế mới và di dân từ các tỉnh đồng bằng phía Bắc với Tây Nguyên, đặc biệt là Đắk Lắk, Lâm Đồng và tới miền Đông Nam Bộ, đặc biệt là Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai theo các chuyến tàu Bắc Nam. Đúng với những gì Đỗ Mười tuyên bố với các đồng chí hàng bắt bó của họ, giải phóng miền Nam chúng ta có quyền tịch thu tài sản, trưng dụng nhà cửa, hãng xưởng, ruộng đất chúng nó. Xe chúng nó ta đi, vợ chúng nó ta lấy, con chúng nó ta bắt làm nô lệ, còn chúng nó thì ta đày đi lao động khổ sai vùng kinh tế mới vào nơi rừng sâu nước độc. Chúng nó sẽ chết lần mòn. Kinh tế mới là cái mỹ từ do Đảng Cộng sản đặt để ra,
cũng như cái Mỹ từ học tập cải tạo vậy. Thực chất, đây là những vùng đất ở những nơi rừng thiêng nước độc không người lui tới để lưu đày tất cả các gia đình ngụy dân. Những vùng kinh tế mới toàn là rừng núi hoang vu, đất đá khô cằn, trong sáng, sáng chết, trong khoai, khoai khô. Không một loại ngũ cốc nào sống được đúng với những gì tên khắc máu Đỗ Mười nói. Ta sẽ đẩy chúng nó đi lao động khổ sai vùng kinh tế mới vào nơi rừng sâu nước độc. Chúng nó sẽ chết lần mòn. Chính vì vậy, sau những tháng năm phải dùng những bàn tay mà vốn trước kia chỉ quen với phấn trắng bạn đen, các thầy cô giáo ngụy, sau khi lâm vào những căn bệnh xuất sắc rừng, có nhiều người đã phải chết ngay trên vùng kinh tế mới. Và những giọt nước mắt của họ đã rơi trên những thi thể của con em của mình đã chết vì bệnh tật, đói, lạnh và kiệt sức. Họ cũng đã nhỏ máu 10 đầu ngón tay vì phải vạch gai rừng, đào huyệt mộ trên vùng đất đá để chôn xác người thân. Và cũng không có quan tài, chỉ bó xíu mà thôi. Kinh tế mới, một thủ đoạn trả thù độc ác của loại kỵ bắt bó chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Đúng với những gì Đỗ Mười tuyên bố với các đồng chí hàng bắt bó của họ, giải phóng miền Nam, chúng ta có quyền tịch thu tài sản, trưng dụng nhà cửa, hãng xưởng, ruộng đất chúng nó, xe chúng nó ta đi, vợ chúng nó ta lấy, con chúng nó ta bắt làm nô lệ, còn chúng nó thì ta đày đi lao động khổ sai vùng kinh tế mới vào nơi rừng sâu nước độc. Chúng nó sẽ chết lần mòn. Một thủ đoạn trả thù độc ác của loại kỵ bắt bó chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Trại giam cổng trời tội ác của Cộng sản. Theo Facebook Sự thật về Đảng Cộng sản, ngày 8 tháng 2 chia sẻ, trại giam cổng trời có lẽ là một địa danh ít người biết đến. Trại cổng trời là một lò sát sinh đầy bí mật, tàn bạo và khoa học của Cộng sản Hà Nội. Trại này đã bí mật chôn vùi hàng ngàn tù chính trị, tu sĩ và linh mục công giáo, cùng với những giới trí thức chống chủ nghĩa Cộng sản của chính miền Bắc và hơn 300 tù biệt kích nhảy toán miền Nam. Trại giam cổng trời là một địa ngục nhốt người miền Bắc theo đạo Thiên Chúa cho đến chết thì thôi. Đó là trại trừng giới kỷ luật đặc biệt của Bộ Nội vụ Công an Cộng sản. Một trại bí mật để tiêu diệt các thành phần chống đối Cộng sản. Các tù hình sự miền Bắc hãy nghe đến tiếng trại giam cổng trời là sợ kiếp vía. Trại này có truyền thuyết là vào thì không ra. Đến đây là phải bỏ xác chứ không hy vọng gì để trở về với gia đình. Trại cổng trời là một lò sát sinh đầy bí mật tan bạo và khoa học, dựa theo kiểu tra tấn của Liên Xô và Tàu Cộng mà Cộng sản Hà Nội đem ra áp dụng. Trại cổng trời thuộc tỉnh Hà Tuyên, nay là Hà Giang và Tuyên Quang, cách biên giới Việt Nam tàu khoảng 10 km đường chim bay. Trại nằm ở cao độ 2.500m, quanh năm giăng mù, thỉnh thoảng mới có một ngày nắng ấm vào mùa hè. Thời tiết luôn luôn từ 0 đến 10 độ C. Các anh em biệt kích nhảy toán ra miền Bắc từ năm 1963 đến năm 1968 và gần 300 tù biệt kích đã chết tại đây. Xin thân ái mến chào tất cả các bạn đang quay trở lại kênh YouTube của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Thưa các bạn, hôm nay là ngày 2 tháng 5 năm 2024. Tôi rất đau buồn ngồi đến đây để làm cái ngày giỗ thứ 45 của người anh kết nghĩa của tôi là anh Đặng Văn Tiếp. Mà tôi có cái hình ảnh Tiếp để bên tay phải tôi đây. Thưa các bạn, hôm nay tôi mang khăn tang trên người bởi vì hàng năm đó vào ngày 2 tháng 5 là cái ngày anh kết nghĩa của tôi cùng với tôi đã tổ chức cuộc vượt ngục bất thành tại trại Thanh Cẩm vào ngày 2 tháng 5 năm 1979. Và anh Đặng Văn Tiếp đã bị đánh chết trong khi thân thể tôi đã bầm dập tan nát rồi, thì anh Đặng Văn Tiếp bị đánh chết tại chỗ. Và hung thủ đã giết chết anh Tiếp đó, rất tiếc là không phải là một người cán bộ Cộng sản, mà là một người đại quý của quân lực Việt Nam Cộng Hòa làm trật tự trong tù. Và anh ta đã đứng về phía kẻ thù để mà tiêu diệt lại anh em trong hàng ngũ của mình.
Đây là một điểm đau thương, nhức nhối và điều này không ai có thể chịu đựng được. Hàng năm vào ngày này tôi khổ tâm vô cùng. Hôm nay tôi sẽ mời tất cả các bạn nghe lại một cái bài mà tôi đã viết để khóc anh tôi hồi năm ngoái. Và một người đã đọc, hôm nay tôi muốn dùng cái bài đó cho cái ngày lễ dỗ thứ 45 của anh tiếp của tôi. Xin mời các bạn lắng tai nghe một đoạn trong bút ký Tôi Phải Sống, nói về cái chết đau thương, tức tưởi và đầy nhục nhã của dân biểu thiếu tá luật sư Đặng Văn Tiếp đã bị tên trật tự Bùi Đình Thi đánh chết tại chỗ vào buổi sáng âm u của ngày 2 tháng 5 năm 1979 tại trại tù Thanh Cẩm, tỉnh Thanh Hóa ở miền Bắc. Xin mời các bạn lắng tai nghe cái đoạn do một người đã đọc lại trong cuốn hồi ký của tôi. Hôm nay, ngày 2 tháng 5, là ngày cách đây 44 năm. Anh Đặng Văn Tiếp, một thiếu tá của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là người anh kết nghĩa của tôi, bị tên sát nhân Bùi Đình Thi, một đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa, làm trật tự trong nhà tù Thanh Cẩm, đánh chết tại chỗ trước mắt tôi. Lúc đó, một lũ cai ngục Việt Cộng và gia đình của chúng bu quanh hò hét cổ vũ. Anh Đặng Văn Tiếp đã chết ngay dưới gót chân của tên sát nhân Bùi Đình Thi vào buổi sáng sớm hôm ấy. Sau đó, tên sát nhân Bùi Đình Thi lôi xác anh Đặng Văn Tiếp vất nằm chồng lên thân thể như cái thây ma bất động của tôi. Mặc dù đã 44 năm qua rồi, nhưng không năm nào mà ngày 2 tháng 5 này không hành hạ tôi. Sáng hôm nay, 2 tháng 5 năm 2023, ngày giỗ thứ 44 của anh, tôi cố gắng viết bài này, in ra và đặt trước di ảnh của anh Đặng Văn Tiếp, thay cho nén hương khi tôi đứng khóc và đôi mắt của anh Tiếp trong tấm ảnh đang nhìn thẳng vào tôi. Để hiểu chi tiết câu chuyện thương tâm và đầy nhục nhã này, xin mời các bạn theo dõi một trích đoạn trong chương 12 của bút ký Tôi Phải Sống dưới đây. Màn người thứ nhất. Hai tên trật tự Bùi Đình Thi và Trương Văn Phát, mỗi người một bên nắm lấy cổ tay tôi kéo lê về trại. Lưng vào mông tôi lết trên đường đá cục, đau đớn không thể tưởng tượng được. Chúng kéo tôi thẳng vào sân trại và vứt xác tôi nằm ngửa trên nền xi măng của hội trường giữa sân. Nằm yên một chốc, tôi đi vào cơn hôn mê. Tôi chẳng biết mình mê man bất tỉnh như thế bao lâu, vì lúc đó tôi đã mất hết ý niệm về thời gian. Lúc chợt bừng tỉnh lại, tôi mở mắt ra và thấy Bùi Đình Thi đang cầm xô nước lạnh dội lên mặt tôi. Có lẽ những xô nước lạnh đó đã làm cho tôi tỉnh lại. Vừa thấy tôi cử động, Bùi Đình Thi vội đặt cái xô xuống và nhanh như con hổ, sợ con mồi vụt chạy mất. Anh ta nhảy chồm lên, hai tay túm lấy một cánh tay tôi kéo thẳng lên. Đồng thời dùng gót chân đạp một cách điên cuồng vào ngực, vào bụng tôi. Lúc đó miệng anh ta sùi bọt mép, nghiến răng trợn mắt nói như muốn hụt hơi. Mẹ mày Lễ, ăn cơm không muốn mày muốn ăn cứt. Mày muốn chết, tao cho mày chết. Cho tới ngày tôi chết, có lẽ tôi cũng không quên câu này của Bùi Đình Thi.
vì đó là lần đầu tiên tôi nghe một giáo dân chửi một linh mục bằng loại ngôn ngữ tục tằn như thế. Đánh đập chán chê, Bùi Đình Thi bỏ tôi nằm yên. Sau này mới biết, anh ta quay sang thăm hai anh Đặng Văn Tiếp và Nguyễn Sĩ Thuyên đang nằm rải rác gần đó. Nằm yên một lúc, tôi lại rơi vào cơn hôn mê một lần nữa. Cũng chẳng biết là kéo dài trong bao lâu. Khi bừng tỉnh lại, tôi thấy Bùi Đình Thi đang cầm hai chân tôi kéo lên các bậc thềm đúc bằng xi măng từ hội trường lên khu kiên giam. Lưng và đầu tôi va mạnh lốp bốp vào các bậc thềm. Sự đau đớn thái quá đó làm tôi bừng tỉnh lại, và nhờ đó tôi mới chứng kiến được một cảnh tượng hãi hùng khác. Cảnh Bùi Đình Thi đánh chết anh Đặng Văn Tiếp tại chỗ. Cảnh tượng này đã in vào tâm trí tôi như một hình xăm trổ trên da thịt. Cảnh tượng hãi hùng. Tôi bị kéo vào lại buồng một, nằm quay mặt ra cửa. Buồng này là nơi chúng tôi vừa đào tường vượt ngục đêm qua. Vừa quẳng tôi vô buồng, Bùi Đình Thi vội chạy ra đẩy anh Đặng Văn Tiếp vào sân. Từ lúc ấy anh Tiếp bị đánh ở bờ sông cho đến lúc đó là bao lâu, tôi cũng không thể đoán được. Và anh Tiếp bị đòn nhiều ít thế nào, tôi cũng chẳng hay. Tôi chỉ biết lúc này trông anh còn khá hơn tôi, vì còn đi đứng được. Chung quanh anh lố nhố một số cán bộ. Tôi nghe có cả tiếng phụ nữ. Chắc là vợ con cán bộ cũng chạy lên xem cảnh hành hạ tù vượt ngục. Lúc đó tôi không biết ai đã quật anh Tiếp ngã xuống. Nhưng tôi thấy rõ Bùi Đình Thi, và chỉ một mình Bùi Đình Thi mà thôi, nhảy chồm tới vồ lấy anh Tiếp. Hắn dùng hai tay túm lấy một tay anh Tiếp, kéo lên và đứng bên hông anh Tiếp. Hắn dùng gót chân dậm một cách điên cuồng lên ngực, lên bụng anh Tiếp. Giữa tiếng chửi bới, cổ vũ hò hét điên cuồng của đám cán bộ Việt Cộng đứng vây quanh. Nằm nhìn cảnh ấy, tôi biết là anh Tiếp không thể nào chịu nổi cú đòn hiểm độc này của Bùi Đình Thi. Một lúc sau, tôi nghe anh Tiếp kêu lên thật to. Chắc con chết mất mẹ ơi! Tôi không ngờ đó là câu nói cuối cùng của đời anh. Anh Đặng Văn Tiếp đã chết ngay sau tiếng kêu đó. Không ai có thể ngờ được cuộc đời đã từng ngang dọc oai hùng của Đặng Văn Tiếp. Một thiếu tá không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là một luật sư, là một dân biểu quốc hội, đã bị chấm dứt một cách đau thương tức tưởi như thế này vào một buổi sáng âm u ngày 2 tháng 5 năm 1979 trong nhà tù Thanh Cẩm, lúc anh vừa 46 tuổi. Dĩ nhiên, chế độ Việt Cộng là kẻ chủ trương, nhưng Bùi Đình Thi đã thay cho chế độ tàn bạo đó giết chết Đặng Văn Tiếp một cách thật dã man. Người cộng sản ném đá giấu tay, họ đã dùng tù giết tù. Nếu tôi không sống sót, thì ai biết được để ghi lại thảm trạng đau đớn, thương tâm và đầy nhục nhã này trong ngục tù cộng sản. Hôm nay, ngồi nhớ lại cảnh tượng này, lòng tôi đau nhói. Tôi có cảm tưởng như đang ngồi xem một đoạn phim chiếu những hình ảnh méo mó, bệnh hoạn, làm ruột tôi co thắt lại, và tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi chợt nhớ lại một đoạn trong phim Quo Vadis mà tôi đã xem qua. Đó là cảnh một đám khán giả khát máu trong một hí trường thời cổ đại La Mã, đang la hét điên cuồng, cổ võ những con ác thú cắn xé các nạn nhân Thiên Chúa Giáo bị kết án tử hình được vất cho chúng.
nhớ lại cảnh thương tâm này. Tôi phải ngưng lại để nói chuyện với anh Tiếp. Anh Tiếp ơi, giờ này oan hồn anh đang ở đâu? Anh có thấy được nước mắt nước mũi của em đang chảy dài ướt cả áo khi em ngồi đây viết lên những hàng chữ này không? Mỗi năm vào ngày giỗ của anh, em tắc nghẹn khi thắp hương trước di ảnh của anh. Nhưng chưa bao giờ em khốn khổ như lúc này, lúc mà em phải nhớ lại từng chi tiết về cái chết tức tưởi của anh. Đánh chết anh Đặng Văn Tiếp xong, Bùi Đình Thi lôi xác anh vào buồng và vất chồng lên người tôi. Lúc ấy tôi đang nằm như một thây ma bất động dưới lối đi, nơi mà mấy tháng trước đây đại tá công an Hoàng Thanh đã đi qua để nhìn mặt chúng tôi. Tôi nằm ngửa, còn xác anh Tiếp mềm nhũn nằm sắp lên người tôi. Trong tư thế đó, tôi là người thân yêu cuối cùng có mặt để đưa tiễn anh Đặng Văn Tiếp về bên kia thế giới. Xác anh Tiếp thật nặng đè lên người làm tôi ngạt thở. Tôi cố vùng vẫy lật xác anh qua một bên để có thể hít thở, nhưng tay tôi không còn cử động được và tôi cảm thấy mình sắp chết ngạt đến nơi. Cũng may lúc đó có một cán bộ bước vào và tôi nghe tiếng của Bùi Đình Thi nói: "Thằng Tiếp nó chết rồi." Cán bộ ra lệnh: "Lôi xác nó lên." Bùi Đình Thi lôi xác anh Tiếp lên bề xi măng, chỗ mà mọi ngày anh vẫn nằm. Nhờ đó tôi không bị chết ngạt. Lúc thấy tôi còn cử động và co đầu gối lên tựa vào tường, một tên cán bộ đã rút thanh sắt cài cửa buồng, đập mạnh lên đầu gối bên trái, làm chân tôi gập xuống. Chân trái tôi bị bại vì cú đòn đó. Lúc nằm dưới lối đi nhìn lên, tôi còn thấy được đôi bàn chân gầy gò, dính đầy bùn đất của anh Tiếp thò ra ngoài bề xi măng. Và đó là hình ảnh cuối cùng tôi thấy nơi một người anh kết nghĩa mà tôi hết lòng yêu quý và kính phục. Thương quá anh Tiếp ơi! Auckland, New Zealand, 8 giờ sáng, ngày 2 tháng 5 năm 2023. Giờ này anh Đặng Văn Tiếp chết 44 năm trước. Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, người em kết nghĩa của anh Tiếp. Thưa các bạn, cảnh đau thương mà nhục nhã này không ai có thể chịu đựng được. Nhất là khi người Cộng sản đã dùng tù giết tù. Họ là những người chủ trương, họ là những người đề xướng, họ là những người khuyến khích. Nhưng cái đau thương, đau đớn nhất cho cái số phận của người tù miền Nam chúng ta đó là những anh em trong hàng ngũ, quân đội, anh em trong hàng ngũ đồng cảnh ngộ với mình là trở tay mà giết chết những người từng là chiến hữu, từng là cấp chỉ huy, và từng là những người mang màu áo chiến đấu trong cái lực lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa trước kia. Đây là một điểm đau đớn không có thể nào chấp nhận được. Thưa các bạn, hàng năm đến ngày này tôi vô cùng đau đớn để cử hành cái lễ giỗ của anh tôi. Anh tôi chết không phải là vô ích. Anh tôi chết trong cái sự quật cường. Anh tôi chết trong cái sự phản kháng. Và chết trong cái sự quyết tâm của một con người miền Nam tự do muốn nói lên cái sự bất khuất của mình. Và chúng tôi chết trên cái quyết tâm đi tìm tự do. Rất tiếc là trong số những người vượt ngục hôm đó, thì ngoài anh Tiếp ra thì chết vào ngày 2 tháng 5, rồi 10 ngày sau thì Lâm Thành Văn cũng đã chết cũng vì trong tay Bùi Đình Thi vì bỏ đói.
và ngày đó tôi sẽ làm cái giỗ của Lâm Thị Văn sau. Và tất cả anh em tôi giờ này á, trong buồng 6 người vượt ngục vào cái đêm 2 tháng 5 năm 1979 á, thì còn một mình tôi sống sót. Cho nên tôi xin tất cả anh em bạn bè khắp nơi hiệp ý với tôi để cầu nguyện cho những người xấu số đó, cầu nguyện cho anh em tôi, những người đã bỏ mạng trong tù vì cái lý tưởng tự do, và bỏ mạng trong tù vì cái sự ác độc của chế độ và vì sự phản bội của đồng anh em đồng cảnh. Đây là một vết thương lòng rất đau đớn, không phải cho cá nhân chúng tôi mà còn cho cái số phận dân tộc của chúng ta nữa. Nhưng tôi nhắc lại điều này không phải để than oán, không phải để trả thù, không phải để nói lên cái sự uất hận của mình, nhưng nói lên cái điều này cho thấy rằng đó, cái số phận dân tộc chúng ta đã nó rơi vào một cảnh bi đát như vậy. Nhưng trong tất cả mọi cái hoàn cảnh, trong sách vở tôi nói rằng hãy để cho bóng tối đi qua và cùng nhau hướng về nguồn ánh sáng bình minh của dân tộc. Tôi biết anh Đặng Văn Tiếp luôn luôn phù hộ tôi, bởi vì như các bạn biết đó, anh Đặng Văn Tiếp là người đã trút hơi thở cuối cùng trên cái thân thể bầm dập của tôi. Và tôi nghĩ rằng luôn luôn trong đời tôi đó, lúc nào cũng có anh Tiếp phù trợ. Vì hôm nay, nhân cái ngày lễ giỗ thứ 45 của anh Tiếp, tôi xin các bạn cùng với tôi, chúng ta cúi đầu xuống cầu nguyện cho bông linh của anh Tiếp và xin anh sống không chết thiên, xin anh phù hộ cho cái nguyện vọng thiết tha của dân tộc Việt Nam chúng ta rằng làm sao thoát khỏi ách độc tài cộng sản để đem lại cái tự do thanh bình anh mà mơ ước, mà mơ ước anh không thành. Thì ngày nay chúng ta tiếp tục con đường đó để cho tương lai dân tộc chúng ta tươi sáng hơn, và để đánh dấu kỷ niệm 45 năm ngày anh qua đời, tôi xin đánh những tiếng chuông sau đây, tiếng chiên sau đây để hồi tưởng lại những năm tháng mà anh tôi đã từ giã cuộc đời này. Anh Tiếp ơi, những tiếng chuông này để nhắc lại cái số năm anh đã từ giã cuộc đời. Anh đã ra đi để lại tiếc thương trong lòng bao nhiêu người. Hôm nay cũng rất nhiều người chia sẻ với em trong cái ngày cơ hội đau thương này. Em xin đánh lên 45 tiếng chuông để kỷ niệm 45 năm anh đã từ bỏ cuộc đời này. Xin anh sống không chết thiên, hãy phù hộ cho quê hương dân tộc Việt Nam chúng ta. Em đánh lên 45 tiếng chiên để kỷ niệm 45 ngày anh từ giã cuộc đời. Trước gia đình của anh và trước tất cả bạn bè theo dõi, cầu nguyện cho anh được siêu thoát và xin anh cũng nhớ phụ trợ cho em và cho tất cả người thượng chí đang tiếp tục con đường tranh đấu của anh khi chúng em còn sống lại trên mặt đất này. Các bạn thân mến, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái ngày giỗ thứ
thứ 45 của anh tôi là dân biểu Đặng Văn Tiếp. Và chúng tôi cảm ơn các bạn rất nhiều đã dâng lời cầu nguyện cho hồn của anh tôi được siêu thoát. Và tôi tin chắc rằng anh tôi cũng sẽ cầu nguyện rất nhiều cho quê hương và dân tộc Việt Nam chúng ta. Xin thần ái mến chào. Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ từ thành phố Auckland, New Zealand, trong ngày giỗ thứ 45 của anh kết nghĩa của tôi, thiếu tá dân biểu Đặng Văn Tiếp. Xin thân ái mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Thưa các bạn, trong hai video vừa rồi đó, nhân dịp đầu tháng 5, tức là tôi nhớ lại một kỷ niệm đau thương của anh em chúng tôi trong tù Thanh Cẩm, chúng tôi tổ chức vừa cục. Và cuộc vừa cục thất bại, cho nên chúng tôi mất hai người trong dịp đó. Thứ nhất là ngài anh Đặng Văn Tiếp bị tên trật tự Bùi Đình Thi đánh chết tại chỗ vào ngày 2 tháng 5. Và sau đó thì anh Lâm Thành Văn cũng bị tên trật tự Bùi Đình Thi bỏ đói chết 10 ngày sau đó. Sau khi tôi đưa hai cái video lên rồi đó, thì một số rất đông các bạn đã chia sẻ, bày tỏ sự cảm thông. Và có một vài người đặt câu hỏi với tôi rằng á, là hiện nay đó cái nhân vật Bùi Đình Thi mà tôi nhắc đến trong cái hai cái video vừa rồi đó đang ở đâu, làm gì và còn sống không. Thưa, đó là một câu hỏi mà cũng có một số đông người, mặc dù đã biết rồi nhưng mà chưa phải nói tất cả những người chưa biết hết, thì hôm nay tôi có dịp này tôi sẽ chia sẻ lại. Thưa các bạn, trước khi đi vào câu chuyện này đó, tôi phải nói lại tâm tình của tôi. Sau năm 1975 đó thì phải nói là số phận miền Nam điêu đứng, đặc biệt nhất là những người làm việc trong các thành phần quân đội hoặc là chính quyền cũ Sài Gòn thì rất đông người bị lùa vào tù. Cái đời sống trong tù đó thì một số đồng bào đã biết, tôi không cần nhắc lại nữa. Khổ về nhiều mặt. Và rất nhiều người đã viết lại một cái hồi ký hoặc là những câu chuyện hoặc là chuyện kể về đời sống tù đài rồi. Tôi cũng là một trong những người đó. Bởi vì dọc thế nào đi nữa thì tôi đã lăn lộn trong đó suốt 13 năm. Trong 13 năm đó, tôi đã trải qua khá nhiều nhà tù. Và phải nói rằng có thể tôi là một trong những người chịu cực hình nhiều trong thời gian tù tội dưới Đảng Cộng sản. Nhưng trong bút ký tù sống tôi viết thế này: cái sự đau khổ là đau khổ chung. Vì người Cộng sản nó coi những thành phần miền Nam bại trận đó là kẻ thù, cho nên người ta hành hạ đủ kiểu, chỉ là chỉ đương nhiên rồi. Nhưng tôi có viết trong bút ký tôi sống đó, cái đau thương và cái tủi nhục nhất của tôi phải thấy chịu đựng trong thời gian tù đài đó là cái sự phản bội của anh em đồng cảnh, anh em cùng một chiến tuyến, anh em cùng một thành phần bị bại trận với nhau, mà khi vô tù đó thì lại trở mặt trở cờ mà trở ngược lại để mà hãm hại, để mà tố cáo và đặc biệt chứ là để lại giết chết anh em. Điều này tôi cho đó là một sự đau đớn nhất của tôi trong 13 năm tù. Không phải là những trận đòn Cộng sản hành hạ tôi, mà là những trận đòn do chính anh em của mình trong một hàng ngũ mình hành hạ tôi và giết chết những anh em khác. Đó là điều tôi đau đớn và chịu sự sỉ nhục nhất. Thưa các bạn, điều này đó thì cũng các bạn có lẽ một số người đã nghe nói ở trại tù này, trại tù khác vân. Tôi thì tôi biết rõ một trường hợp duy nhất, đó là trường hợp của anh Bùi Đình Thi ở trại Thanh Cẩm, tỉnh Thanh Hóa. Bởi vì tôi đã chứng kiến, đã thấy và tôi đã chịu đựng ngay chính trong thân thể của tôi, vì tôi là nạn nhân, cho nên tôi đã nói rất rõ về nhân vật này. Ngoài ra tôi còn nghe nói một nhân vật khác mà tôi không có được chứng kiến, không sống chung, cho nên tôi không dám lên tiếng. Đó là anh Vũ Thành An. Tôi đọc rất nhiều bài về anh Vũ Thành An, nói rằng khi trong tù thì anh ta cũng là tay ăn ten, cũng đã từng hãm hại rất nhiều người, trong đó có hãm hại chết một đại tá Sơn Thương nữa. Tôi nghe nói và đọc bất kỳ bài.
Nhưng mà tôi không có dám lên tiếng bởi vì tôi không có biết mà tôi không sống chung. Cho nên đó, những tên tuổi đó, hình ảnh đó làm cho người ta đau đớn, người ta khó chịu lắm. Ông Vũ Thành An trước kia là một nhạc sĩ tương đối có tài. Rồi tôi được biết sau khi ra khỏi tù rồi đó, anh ta qua Mỹ và hiện nay anh ta là một người phó tế, thầy giáo trong đạo Công giáo. Và nghe nói là đang trở về Việt Nam làm việc từ thiện gì đó, thì chuyện đó là chuyện riêng của anh ta. Nhưng mà tôi muốn kể tên một vài người mà được những người tù miền Nam đó điểm mặt chỉ tên, thì tôi cho đây là một sự rất là đau đớn. Hôm nay, để trả lời cho câu hỏi một số người rằng đó là nhân vật Bùi Đình Thi mà rất nhiều người đã nghe nói tới và tôi đã nhắc đến khá nhiều trong hai YouTube rồi của tôi đó, bây giờ ra sao? Thưa bạn, tôi sẽ trả lời câu hỏi đó ở cuối cái video này. Ở cuối video này, trước tiên đó, tôi mời tất cả các bạn nghe lại tuần tự cái sự gặp gỡ của tôi với Bùi Đình Thi sau 15 năm. Tức là một thời gian rất lâu, rất lâu, rất lâu mà tôi tưởng cái chuyện đó nó đã đi vào quên lãng, nó đi vào di bản rồi. Không ngờ chúng tôi là phải có một cái cơ hội gặp lại và những diễn tiếp thế nào. Xin mời các bạn tiếp tục nghe một đoạn trong phần bút ký tôi phải sống của tôi sau đây. Những ai đã theo dõi toàn bộ bút ký tôi phải sống chắc đã hiểu vai trò và cách hành xử rất ác độc của nhân vật Bùi Đình Thi trong chức vụ trật tự được Việt Cộng ban cho ở trại tù Thanh Cẩm. Riêng đối với tôi, con người và tên tuổi của Bùi Đình Thi ghi khắc vào tâm khảm tôi như một hiện thân của một thứ hung tận ác quỷ. Nó in sâu vào đời tôi như một hình xăm trổ thật lớn và đậm nét, không cách gì có thể tẩy xóa được. Với vai trò trật tự được Việt Cộng ban cho trong nhà tù, Bùi Đình Thi đã trực tiếp giết chết hai bạn tù là các anh Đặng Văn Tiếp và Lâm Thành Văn. Cũng chính tên hung thần ác quỷ đó đã hành hạ tôi đến cùng cực và đẩy tôi tới tình trạng điên loạn khi hắn quyết tâm giết chết tôi trong một tù cộng sản. Nhưng xấu của tôi không chết dưới bàn tay sát nhân của hắn. Dù vậy, Bùi Đình Thi đã để lại trên thân thể tôi thương tật đầy người qua những lần hắn hành hạ tôi, không có bút mực nào có thể diễn tả được trong thời gian tôi bị cùm chân trong nhà kỷ luật trại tù Thanh Cẩm trong tỉnh Thanh Hóa ở miền Bắc. Bùi Đình Thi mất chức trật tự trong trại tù Thanh Cẩm vào năm 1981 và đó là một trong hai ngày hạnh phúc nhất của tôi trong 13 năm tù dưới chế độ Cộng sản. Chỉ đứng sau ngày tôi được chuyển ra khỏi trại Trừng Giới Quyết Tiến, còn gọi là trại Cổng Trời, vào đầu tháng 8 năm 1978. Từ đó, tôi quyết tâm gạt ra khỏi tâm trí hình ảnh và tên tuổi của Bùi Đình Thi. Tôi còn ở tù thêm 7 năm nữa tại miền Bắc. Sau khi ra tù vào 1988, tôi vượt biên qua Thái Lan và qua định cư tại New Zealand vào năm 1990 theo lời mời của giám mục Dennis Brown là giám mục giáo phận Auckland để phụ trách cộng đồng Công giáo Việt Nam tại giáo phận này. Trong cuộc sống mới ở nước tự do New Zealand, còn được gọi là xứ Kiwi này, tôi càng quyết tâm để lại sau lưng tất cả quãng đời u tối đầy máu và nước mắt của 13 năm tôi sống trong một tù cộng sản. Trong đó có 3 năm bị cùm chân trong nhà kỷ luật trại tù Thanh Cẩm. Mà trong chương chính của bút ký này, tôi diễn tả như sau. Nhà kỷ luật của trại tù Thanh Cẩm tự nó đã là địa ngục. Khi có thêm trật tự Bùi Đình Thi vào, nó xuống sâu hơn mọi tầng của địa ngục và trở thành đáy địa ngục. Từ lâu tôi vẫn nghĩ rằng Bùi Đình Thi sẽ sống yên ổn suốt đời tại Việt Nam dưới sự che chở và bảo bọc của chế độ Việt Cộng, như là cách chế độ đó trả công cho anh ta vì đã tận tụy hợp tác và tiếp tay với chế độ ác nhân này trong việc hành hạ và giết chết những người tù chính trị miền Nam nào mà chúng muốn tiêu diệt. Bất ngờ vào một ngày của tháng 9 năm 1996, một người bạn tù Thanh Cẩm của tôi là anh Lê Sơn ở Nam California cho tôi biết là Bùi Đình Thi mới qua Mỹ theo diện HO và có người gặp anh ta đi shop ở trung tâm Phúc Lộc Thọ. Người đó còn hỏi được địa chỉ và số phone của anh ta. Thời gian đó, tôi đang là cha xứ của giáo xứ St. Bernadette, kiêm tuyên quý cộng đồng Công giáo Việt Nam tại giáo phận Auckland, New Zealand.
Ngoài nhiệm vụ tôn giáo, tôi còn đi làm việc thường xuyên ở Mỹ, Úc, Canada và một vài nước Âu Châu. Đã được 4 năm rồi trong vai trò của Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền và Tự do Tôn giáo cho Việt Nam. Vì công việc, tôi phải di chuyển nhiều nơi trên thế giới, nhưng nhiều nhất là ở California và Washington DC, Hoa Kỳ. Quá khứ hiện về. Cái tin Bùi Đình Thi qua Mỹ làm tôi trở nên bất an. Vì từ 15 năm qua, hình ảnh Bùi Đình Thi gần như không còn hiện hữu trong tâm trí tôi. Bây giờ, bất ngờ có tin anh ta xuất hiện tại California khiến tôi bị cú sốc rất nặng. Toàn bộ bức tranh địa ngục trần gian của nhà kỷ luật trại tù Thánh Cẩm và hình ảnh rất kinh hoàng của tên hung thần trật tự Bùi Đình Thi như là một thứ quỷ chúa Lucifer ngự trị trong cái địa ngục trần gian đó đột nhiên bừng sống dậy một cách mãnh liệt trong lòng tôi. Câu mắng chửi ghê gớm của người giáo dân Bùi Đình Thi chửi mắng tôi là một linh mục cách đây đã 15 năm nhưng lúc nào cũng còn in sâu bộ tâm trí, còn gian dỗ bên tai tôi: đủ mẹ mày lễ, tao giết mày. Thêm vào đó là cái cảnh anh Đặng Văn Tiếp đang nằm quằn quại dưới gót chân của tên ác quỷ Bùi Đình Thi khi hắn dẫm một cách điên cuồng lên ngực, lên bụng anh Tiếp. Và tiếng anh Tiếp kêu to: chắc con chết mất mẹ ơi. Còn vang bên tai tôi: anh Đặng Văn Tiếp đã chết ngay dưới gót chân của Bùi Đình Thi sau tiếng kêu đó. Sau đó là hình ảnh của anh Lâm Thành Văn bị Bùi Đình Thi bỏ đói, ngồi gục đầu chết trong nhà kỷ luật trại tù Thanh Cẩm. Khi chết, chân của Lâm Thành Văn vẫn còn mang cùng. Các hình ảnh méo mó bệnh hoạn này nhảy múa loạn xạ trong đầu tôi lúc này. Rồi cái cảnh tôi bị điên loạn sau khi Bùi Đình Thi hành hạ đến tột cùng trong vụ tôi cho người bạn tù cái áo. Sau những cú đòn ác hiểm Bùi Đình Thi, tôi bị ngạt thở vì phổi bị thương quá nặng không hô hấp được. Lúc đó, nằm yên một lúc tự nhiên cơn đau đớn thái quá của thể xác cộng với sự suy nhược tinh thần và cơn quất ức làm tôi phát điên lên. Tôi không còn tự chế mình được nữa. Tôi không còn nhớ mình là ai mà cũng chẳng biết chung quanh đang có ai. Tôi nằm ngửa trên bệ xi măng với một chân dính vào cùm sắt. Cổ tôi tắc nghẹn, máu mũi máu miệng tôi trào ra lên láng và nước mắt chảy dài ra giàn giụa. Sự tức giận quá độ ném tôi vào cơn điên loạn. Tôi bắt đầu lăn lộn và giật cái chân bị cùm phát ra tiếng rầm 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 như con thú đang phá chuồng. Tôi gào thét quyền rủa gian dỗ trong buồng: Bùi Đình Thi ơi, tao thề với mày, tao thề với mày Bùi Đình Thi ơi. Sau này tao mà còn sống, tao sẽ tìm hết mọi cách bắt cho được mày và vợ con dòng dõi rắn độc nhà mày. Để tự tay tao mổ bụng móc gan cả dòng dõi nhà mày để tao đặt trên bàn thờ hai anh Đặng Văn Tiếp và Lâm Thành Văn. Như vậy tao mới hả dạ. Bùi Đình Thi ơi, Bùi Đình Thi ơi, Bùi Đình Thi ơi. Lần đó sau khi tôi tỉnh lại, anh bạn trẻ Nguyễn Tiến Đạt ở buồng bên gọi qua an ủi tôi và hỏi: cậu Bảy nghĩ thế nào? Nếu sau này Bùi Đình Thi ăn năn thống hối và xưng tội, liệu Chúa có tha tội cho anh ta không? Lúc đó vì đang điên tiết trong cơn uất hận sôi sùng sục trong lòng, tôi đã trả lời Đạt bằng câu nói phạm thượng bằng nghịch đạo lý: thằng khốn nạn đó hả? Nếu Chúa không dướng chân bị đóng đinh vào thánh giá thì cũng cho nó một đạp vào đầu, ở đó mà nói chuyện tha thứ cho nó. Một vấn đề của lương tâm. Trong mấy ngày liền tôi không ăn ngủ được. Nhớ lại cái cảnh tượng ghê gớm, tôi tự hỏi: tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây? Lúc đó tôi có cảm giác là quan hồn của hai người anh của tôi đã bị Bùi Đình Thi giết chết sau vụ dân cục bất thành vào ngày 1 tháng 5 năm 1979, là anh Đặng Văn Tiếp và Lâm Thành Văn hiện về đang kêu gào thúc giục tôi phải có một thái độ với tên sát nhân này. Nhiều anh em cựu tù Thanh Cẩm biết rõ tội ác của Bùi Đình Thi đã thúc giục tôi phải có hành động. Có người còn tính tới chuyện lấy mạng của hắn. Một điều mà tôi không sao hiểu được là tại sao Bùi Đình Thi lại quyết tâm làm hồ sơ qua Mỹ theo diện HO. Và càng không thể hiểu được tại sao hắn lại chọn định cư tại California,
nơi mà rất đông bạn tù Thanh Cẩm đang sống mà ai cũng biết hành vi tội ác của hắn trong nhà tù đó. Sau mấy ngày tôi trăn trở, suy nghĩ và cầu nguyện xin Chúa cho tôi biết phải hành xử thế nào trong hoàn cảnh quá sức nghiệt ngã này. Tôi mở sách Kinh Thánh ra, đọc để tìm sự thanh tịnh cho tâm hồn. Tôi tìm đọc những đoạn Chúa Giê-xu dạy về sự tha thứ cho kẻ thù, đặc biệt là ở Phúc Âm Thánh Luca đoạn 6 câu 27 như sau: Hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Tôi nghiền đi ngẫm lại đoạn Phúc Âm này rất nhiều lần. Tôi trăn trở và dằn co rất nhiều vì đoạn Phúc Âm này trong mấy ngày liền. Lúc bấy giờ tôi nghiệm thấy có một khoảng cách rất xa giữa việc đọc lời Chúa và việc đem ra thực hành lời Chúa. Đọc lời Chúa thì dễ, còn thực hành lời Chúa dạy thật không dễ chút nào. Nhất là khi Chúa Giê-xu dạy tha thứ cho kẻ thù, mà kẻ thù đó lại là một tên hung thần ác quỷ Bùi Đình Thi. Một con người đã cho tôi đủ cơ sở để viết câu này trong bút ký tôi phải sống. Lòng nhân đạo của con người thì có giới hạn, nhưng sự ác độc của con người thì vô tận. Nhất là khi sự ác độc đó lại được khuyến khích và cổ vũ bởi chế độ ác độc như chế độ Cộng sản Việt Nam. Thật khó cho tôi vô cùng. Tôi âm thầm cầu nguyện rất nhiều trong mấy ngày đó. Thưa các bạn, sau khi tái ngộ với Bùi Đình Thi vào năm 1994, phải nói rằng tôi đau khổ vô cùng. Là bởi vì những cái chuyện mà tôi nghĩ rằng nó đã thuộc về quá khứ của 15-17 năm trước rồi đó, nó qua đi, không ngờ Bùi Đình Thi lại xuất hiện tại Mỹ. Và cái việc mà tôi gặp lại Bùi Đình Thi đó, nó làm mà tôi sống sang không thể nào tưởng tượng được. Những sự đau khổ, những cái cảnh mà làm cho tôi phải điên loạn trong nhà tù dưới tay Bùi Đình Thi đó, nó bừng sống dậy và làm cho tôi phải nói rằng tôi trở nên bất an vô cùng. Nhưng cuối cùng rồi đó thì tôi phải có một quyết định. Quyết định này dựa trên hai yếu tố. Thứ nhất là tôi là một linh mục. Thì tôi phải có một quyết định về sự yêu thương và tha thứ. Nhất là sau khi tôi đọc Phúc Âm, những lời dạy của Chúa Giê-xu thế nào, tôi đã phải làm một việc khó khăn là quyết định tha thứ cho Bùi Đình Thi. Và nói thì dễ, nhưng làm thì không phải dễ. Xin mời các bạn nghe một đoạn trong bút ký tụng sông của tôi nói về một quyết định khó khăn mà tôi đã làm vào năm 1996 như thế nào. Xin mời các bạn lắng tai nghe. Cuối cùng tôi quyết định tha thứ. Vì chỉ có sự tha thứ toàn diện và vô điều kiện mới giải quyết được vấn đề trong lương tâm, trong lòng tôi trước hoàn cảnh này. Tôi bàn với hai anh bạn tù Thanh Cẩm người Công giáo là anh Lê Sơn và Nguyễn Tiến Đạt về quyết định tha thứ này. Chiều tối ngày 8 tháng 9 năm 1996, có Nguyễn Tiến Đạt tại nhà Lê Sơn ở Fullerton, California. Chúng tôi bắt đầu thực hành quyết định tha thứ nói trên. Anh Đạt cầm điện thoại lên gọi Bùi Đình Thi. Sau khi nói chuyện mấy câu, anh Đạt nói: Anh Thi, có người muốn nói chuyện với anh nè. Và trao máy điện thoại cho tôi. Tôi cầm điện thoại lên mở lời: Chào anh Thi, tôi là thằng Nguyễn Hữu Lễ ở trại Thanh Cẩm ngày trước, đang gọi anh đây. Đầu dây bên kia yên lặng cũng khá lâu. Chợt tôi nghe tiếng: Cha Lễ rồi hả cha? Tôi quá bất ngờ với lối xưng hô của Bùi Đình Thi đối với tôi. Câu nói Bùi Đình Thi khiến cho hai hàng nước mắt tôi tự nhiên rơi xuống. Vì tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi còn nghe được hai cái tiếng cha nơi cửa miệng của Bùi Đình Thi nữa. Nhưng cái câu "đủ mẹ mày Lễ, tao giết mày" lúc nào cũng văng vẳng bên tai tôi. Sau cú điện thoại này, ý định tha thứ cho Bùi Đình Thi lại càng mạnh hơn trong lòng tôi. Tôi nói với anh ta là tôi sẽ đến thăm và anh ta hẹn vào 6 giờ chiều ngày mai. Các bạn đã nghe cái sự chuyển biến tâm hồn tôi đầy sự thách thức, đầy sự đấu tranh, đầy cái sự nghĩa là
khó khăn, nhưng cuối cùng tôi quyết định rằng tôi phải gặp Bùi Đình Thi. Và sự gặp gỡ đó, tôi mới tận miệng, tận mắt, tận tay tôi nói, tôi tha thứ cho anh. Thì đây, ngày mà tôi gặp lại Bùi Đình Thi đó, đối với tôi đó, là một trong những ngày rất đáng ghi nhớ trong cái đời tôi. Nếu mà nói là một ngày lịch sử thì cũng được. Thì đây, mời các bạn nghe diễn tiến câu chuyện lần tôi và hai người bạn tù của tôi đó, là anh Lê Sơn và anh Nguyễn Tiến Đạt. Tại Nam Cali, chúng tôi đến Westminster tìm gặp Bùi Đình Thi để nói lời tha thứ cho anh ta. Xin mời các bạn lắng tai nghe. Hôm sau là ngày 9 tháng 9 năm 1996, tôi đi với Lê Sơn và Nguyễn Tiến Đạt tới gặp Bùi Đình Thi. Anh Đạt có ẵm thêm cháu gái là cháu Linh, lúc đó khoảng chừng 3 tuổi. Tôi muốn có người chứng kiến cảnh này. Hơn nữa tôi nghĩ rằng phải có hai anh bạn đi bên cạnh tôi mới cảm thấy an toàn. Vì lúc này tôi vẫn còn rất kinh sợ Bùi Đình Thi. Sự sợ hãi vẫn còn ám ảnh tôi mãi vì những năm trong ngày kỷ luật trại tù Thanh Cẩm. Lúc đó mỗi lần Bùi Đình Thi hỏi tới tôi câu gì là tôi sợ đến nỗi sống cứt sống đái ra quần. Lúc đó gia đình Bùi Đình Thi sống trong khu vực nhà của chính phủ, gồm có nhiều dãy nhà thấp nằm song song với nhau, chia làm từng căn nhỏ. Giữa hai dãy nhà là lối đi tráng xi măng có bề rộng chừng 4 thước. Lối đi này xe hơi không vào được nên chúng tôi phải đổ xe ngoài đường cái và đi bộ vào theo địa chỉ anh đã cho. Khi đó trời đã nhá nhem tối. Từ xa nhắc thấy Bùi Đình Thi đang ngồi chồm hổm trên đường xi măng đợi. Tôi sợ mà lên tiếng dặn anh Lê Sơn mà Đạt lúc nào cũng phải đi bên cạnh tôi đề phòng có gì bất trắc xảy ra thì phải can thiệp ngay. Gần đến nơi, tôi thấy Bùi Đình Thi mặc áo thun trắng cổ tròn, tay ngắn và quần tây màu đen, áo cho vào quần. Lúc này trông anh ta đã già đi khá nhiều sau một thời gian lâu không gặp. Nét mặt anh ta đanh lại trông thật khắc khổ và nét dữ tợn hung ác càng hiện ra rõ nét hơn. Có lẽ đã đợi lâu nên anh ta ngồi xuống cho đỡ mỏi chân. Đó là lần tôi gặp lại cố nhân sau 15 năm. Lúc đó tôi vẫn sợ Bùi Đình Thi có thể trong thế bí sẽ làm liều. Biết đâu trong tay của tên hung thần ác quỷ này có thủ sẵn một con dao hay một vũ khí gì để giết người phi tang. Tôi tự trách mình sao quá dại dột, đáng lẽ không nên hẹn trước cái Bùi Đình Thi. Tốt nhất là chúng tôi nên tới gặp anh ta một cách bất ngờ sẽ an toàn hơn. Vì một con người như Bùi Đình Thi thì hành động ác nhân nào mà anh ta chẳng dám làm. Thấy chúng tôi đến nơi, Bùi Đình Thi đứng lên. Tôi liếc nhìn rất nhanh vào đôi tay anh ta, thấy không có vũ khí gì nên tôi yên tâm, đưa tay ra bắt tay anh ta. Khi Bùi Đình Thi nắm tay tôi, bất ngờ một hiện tượng rất lạ lùng xảy ra. Ảo giác kinh hoàng. Tôi có cảm giác như người bị điên giật, làm tôi bị say sẩm mặt mày. Tôi bị hoa mắt, cảnh bật quay cuồng khi nhìn thấy lờ mờ cánh tay của Bùi Đình Thi nhuộm đầy máu me đỏ lòm. Máu tươi chảy dài từ cùi chỏ xuống bàn tay của anh ta và rơi từng giọt, từng giọt, từng giọt xuống nhuộm đỏ mặt con đường tráng xi măng. Toàn là máu tươi, và đó chính là máu của tôi. Đó chính là máu từ miệng và mũi của tôi đã trào ra lên láng trong lần Bùi Đình Thi đánh tôi dập nát một lá phổi. Trong vụ tôi cho thằng Hà cái áo vàng trong nhà kỷ luật trại tù Thanh Cẩm vào năm 1979. Bất ngờ, cảnh vật mờ ảo trước mắt và tôi ngất đi, không còn nhìn thấy gì nữa. Tôi bị chao đảo và ngã ngồi bệt xuống đường. Lê Sơn và anh Đạt mỗi người kè tôi một bên, nâng tôi lên và lấy dầu soi vào mũi và hai bên thái dương cho tôi. Tôi đứng lên, ôm lấy vai Lê Sơn một lúc lâu mới hoàn hồn. Lúc bấy giờ cả bốn người chúng tôi không ai nói lời nào. Khi tôi tỉnh lại, rút khăn tay ra chậm mồ hôi ướt đẫm áo và trên mặt. Bùi Đình Thi đưa chúng tôi vào căn nhà nhỏ và thấp. Là một điều là trong nhà tối om chỉ có một bóng đèn điện dưới bếp.
Thấy cảnh tối om tôi lại sợ, nên yêu cầu anh ta đưa đèn lên phòng khách cho sáng. Trong khi đó, Bùi Đình Thi bảo bà vợ đưa lên 3 ly nước Coca-Cola. Chúng tôi ngồi xuống chung quanh một cái bàn giữa nhà. Tôi ngồi đối diện với Bùi Đình Thi, ở giữa là Lê Sơn, Ẩm, Bé Linh. Còn Đạt thì đứng cầm máy chụp hình. Bùi Đình Thi cũng yên lặng khoanh hai tay đặt trên bàn, cúi đầu xuống thấp, không bao giờ ngước lên nhìn thẳng vào tôi. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi đối diện thật gần với Bùi Đình Thi. Lúc này có dịp nhìn rõ anh ta từng chi tiết, tôi mới nhận thấy hết cấu trúc của một con người độc ác thể hiện ra trên từng chi tiết trên cơ thể của anh ta. Tóc anh ta thưa, mặt dài, xương sẩu và nám đen. Phần trên trán to nhưng thon nhỏ lại ở cằm. Hai gò má nhô lên cao và cái miệng thật là kinh dị. Với đôi môi không dấp mí nhau mà lúc nào cũng nhôm nhốt nước bọt. Anh ta có thói quen thỉnh thoảng lè lưỡi liếm hai bên khóe mép. Hai cánh tay gân guốc và nhẹ nhàng của anh ta đặt trên mặt bàn. Các ngón tay dài, guốc mắt và bẩn thỉu. Đầu các móng tay có vền đen vì móng dài chưa cắt, bên trong bám đầy đất cát. Tôi nhớ lại chính cái bàn tay này có những ngón dài ngoằn ngoèo dị dạng và kinh tởm đó đã từng nhuộm đẫm máu của tôi và của nhiều người trong trại tù Thanh Cẩm. Bàn tay này là hình ảnh tiêu biểu sự ác độc của một kẻ sát nhân. Con người mà tôi kinh hãi nhất trong kiếp làm người của tôi lúc này đang ngồi yên cúi đầu trước mặt tôi. Lúc đó vợ của Bùi Đình Thi cũng bước tới đứng ngay sau lưng anh ta. Cuộc đối thoại duy nhất. Vì không có chuyện gì khác để nói với nhau, nên sau khi ngồi yên, tôi bảo đề ngay. Tôi nói, anh Thi, tôi biết là anh không thể nào quên được những gì anh đã gây ra cho tôi và cho nhiều người anh em khác trong trại tù Thanh Cẩm. Tôi đến đây là để tha thứ cho anh rồi. Nhưng có một điều tôi muốn hỏi anh. Đây là một thắc mắc lớn đã ám ảnh tôi trong mười mấy năm qua. Xin anh cho biết tại sao anh quyết tâm anh giết tôi. Trong khi anh đã giết chết anh Đặng Văn Tiếp và Lâm Thành Văn, tôi nghĩ bao nhiêu đó anh đã đủ lập công với chế độ Việt Cộng rồi. Giữa tôi với anh, không thù không oán, không hề biết nhau trước khi vào tù. Hơn nữa, tôi là một linh mục, còn anh là một giáo dân. Vậy tại sao anh quyết tâm anh giết tôi? Bùi Đình Thi ngồi yên, cúi gầm đầu một lúc. Sau đó ngẩng đầu lên nhưng không nhìn tôi, chỉ nói, thưa cha, con khó nói lắm. Tôi trả lời, nếu anh không nói được thì tôi không ép, nhưng điều ám ảnh này sẽ theo tôi xuống mồ. Trong lần đó tôi cũng nói với Bùi Đình Thi là anh phải tới quỳ lại trước bàn thờ và di ảnh của anh Đặng Văn Tiếp để xin tha tội. Tôi có cho số điện thoại của anh Đặng Văn Thủ là em của anh Tiếp ở Maryland. Sau này được biết Bùi Đình Thi có gọi cho anh Thủ xin tới nhà để lại bàn thờ anh Tiếp. Nhưng anh Thủ từ chối và nói, xin hãy để cho hương hồn anh tôi được nghỉ yên. Chỉ khoảng 15 phút sau, tôi đứng lên từ giã. Ba ly Coca-Cola vẫn còn nguyên trên bàn, không ai động tới. Đây là cuộc đối thoại đầu tiên và cũng là đối thoại cuối cùng giữa tôi và Bùi Đình Thi. Anh Đạt có đem máy chụp hình theo để chụp hình làm kỷ niệm trong dịp này vì tôi muốn có hình đó. Trong hình, tay phải của tôi bắt tay Bùi Đình Thi và tay kia hoàn cổ anh ta. Lê Sơn, Ẩm, Bé Linh đứng bìa bên phải, còn vợ của Bùi Đình Thi đứng bìa bên trái, đang tươi cười vịnh lên vai tôi. Đối với người khác, bức hình này rất bình thường. Nhưng đối với tôi, đây là bức hình ghi lại biến cố lịch sử của cuộc đời tôi. Biến cố lần tôi tới gặp và bắt tay tha thứ cho tên sát nhân Bùi Đình Thi, con người đã quyết tâm giết chết tôi trong nhà tù Cộng sản. Sau lần đến gặp và tha thứ một cách vô điều kiện đó, trong lòng tôi mới được thảnh thơi. Thưa các bạn,
các bạn thấy diễn tiến câu chuyện. Sau khi tôi gặp Bùi Đình Thi, tôi đã đối diện với cái người mà quyết tâm giết chết tôi, nhưng Chúa còn để tôi sống sót. Trong bức hình kèm theo, các bạn đã thấy tôi đứng chụp hình chung với Bùi Đình Thi. Tôi đã bắt tay Bùi Đình Thi, tôi đã hoàn vai cổ vai Bùi Đình Thi, và tôi nói rằng tôi tha thứ hoàn toàn cho anh. Thưa các bạn, đó là việc của tôi và Bùi Đình Thi. Nhưng bởi vì Bùi Đình Thi không những có một sự hành hạ cá nhân tôi, mà Bùi Đình Thi là còn là một, phải nói con người rất là được biết đến nhiều, rất nhiều trong các trại tù, đặc biệt Thanh Cẩm. Anh ta đánh đập nhiều người, anh ta giết chết nhiều người, cho nên cái phản ứng cộng đồng Việt Nam hải ngoại nó mạnh lắm. Dĩ nhiên cá nhân tôi đó, thì tôi đã tha thứ cho anh ta rồi. Nhưng những việc anh ta làm đó, nó gây sức, một cái sự đau đớn, khổ tâm cho rất nhiều người. Đặc biệt nhất là những gia đình của những nạn nhân mà anh ta đã giết chết, hoặc là anh ta đánh đập, đang sống đầy dễ chung quanh anh ta tại miền Nam California. Xin mời các bạn nghe một đoạn dưới đây nói về cái phản ứng của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ khi Bùi Đình Thi xuất hiện tại Mỹ vào năm 1994 như thế nào. Lúc đó, cái tin Bùi Đình Thi qua định cư tại Mỹ đã dấy lên dư luận bất an trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, đặc biệt là ở vùng Nam California, nơi mà gia đình Bùi Đình Thi đang sống. Điều này cũng dễ hiểu vì đa số các cựu tù quân đội qua Mỹ theo WHO và một số cựu tù chính trị khác vượt biên đang sống rải rác tại nhiều tiểu bang của Mỹ. Phần đông họ đã biết đến tên tuổi và hành vi ác độc của Bùi Đình Thi với các bạn tù, kể cả giết người lúc anh ta đang làm trật tự trong trại tù Thanh Cẩm. Hơn nữa, một số nạn nhân đã bị Bùi Đình Thi đánh đập trong tù cũng đang định cư ở Mỹ. Ngoài ra, gia đình và bạn bè của anh Đặng Văn Tiếp là người đã bị Bùi Đình Thi giết chết trong trại tù Thanh Cẩm cũng đang ở Mỹ. Riêng chị Quyền Thanh là người vợ sắp cưới của anh Tiếp đã đau khổ đến tột cùng và gần như lên cơn điên loạn khi biết Bùi Đình Thi đang sống ung dung tại Mỹ. Sự xuất hiện của Bùi Đình Thi tại Mỹ thật chẳng khác nào là cái gai trong mắt của quá nhiều người. Người Việt ở California bắt đầu đặt vấn đề về tội ác của Bùi Đình Thi. Có người còn tính tới chuyện lấy mạng của anh ta. Lúc đó, có bài báo viết về Bùi Đình Thi và nói việc anh ta định cư tại California là hành động trêu gan thách thức các nạn nhân của anh ta. Làn sóng phản quốc về sự có mặt của Bùi Đình Thi tại Mỹ chưa qua, thì có một hai người lên tiếng trên báo bên vực cho Bùi Đình Thi và nói rằng các tin đồn đại về Bùi Đình Thi trong nhà tù Cộng sản là không đúng sự thật. Tệ hơn nữa, Bùi Đình Thi cũng dựa vào đó mà nói là chính mình không làm điều gì sai trái trong trại tù Thanh Cẩm. Anh ta còn nói nếu ai có bằng chứng gì thì cứ đưa ra. Trước làn sóng dư luận trái chiều đang dâng cao lúc đó, một lòng tôi phải lên tiếng. Tôi viết bài Một Vấn Đề Của Lương Tâm. Trong bài đó, tôi nói lên những gì tôi biết, tôi chứng kiến về hành vi ác độc của Bùi Đình Thi trong trại tù Thanh Cẩm, kể cả việc anh ta giết chết Đặng Văn Tiếp và Lâm Thành Văn. Tôi cũng nói tới những lần Bùi Đình Thi đánh đập tôi chết đi sống lại, thương tật đầy người, lúc tôi bị cùng chân trong nhà kỷ luật trại tù Thanh Cẩm và Bùi Đình Thi làm trật tự trong trại tù đó. Trước khi phổ biến bài viết đó, tôi đã nhờ người mang tới trao tận tay Bùi Đình Thi một bản. Xin anh đọc trước và chỉnh sửa nếu thấy tôi viết có gì không đúng sự thật, hoặc có sai sót gì thì cho tôi biết. Đồng thời, tôi cũng kèm theo lá thư sau đây gửi cho Bùi Đình Thi. Anh Bùi Đình Thi, tôi biết chắc là trước sau gì rồi anh cũng sẽ đọc bài này. Mặc dù tôi không thể dùng ngòi bút vẽ lại thật giống con người và lòng dạ của anh, cũng như phát quả này có thể coi như một cái gương cũ đã khá lu mờ để anh nhìn vào đó mà nhận ra chính mình. Khi đọc những gì tôi đã viết trên, có thể có người cho rằng
Mặc dù đã hơn 17 năm qua, sự oán giận trong lòng tôi vẫn còn. Tôi biết có người sẽ chỉ trích tôi, và tôi có thể viết cách khác hơn để khỏi bị chỉ trích như thế. Nhưng tôi muốn ghi lại một cách trung thực các việc đã xảy ra trong trại tù Thanh Cẩm. Tôi biết sau khi đọc câu chuyện này, sẽ có người không tin, cho là tôi bịa đặt ra câu chuyện. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì họ không thể nào ngờ là có chuyện thương tâm như thế. Ngay cả chính tôi cũng không ngờ. Còn có nhiều thiếu sót về các hành động của anh trong câu chuyện này, và chỉ có hai người biết rõ về những thiếu sót đó, đó là anh và tôi. Tôi còn nhớ và nhớ rất rõ nhiều chuyện về anh. Không phải tôi quý hoặc ghét bỏ gì anh, nhưng xin anh hiểu cho, dù có muốn quên đi, tôi cũng không thể nào quên được. Tôi là nạn nhân trực tiếp của anh. Những gì mà tôi đã bỏ qua cũng có thể giải thích một cách khá dễ dàng. Tôi muốn viết bài này không phải với mục đích để hài tội anh, nhưng với mục đích nói lên một số tình trạng bi thảm đã xảy ra trong nhà tù Cộng sản, trong đó có sự tiếp tay của anh. Mặc dù ở đó, anh và tôi cũng như các anh em khác đều là nạn nhân. Trong suốt những năm qua, gần như lúc nào tôi cũng nhớ anh. Cái tên của anh đã đi liền với cuộc đời của tôi. Mỗi khi có ai nhắc đến chuyện tù tội là tôi nhớ đến anh. Mỗi khi trở trời trái gió, cơ thể tôi đau nhức như dần là lúc tôi nhớ anh nhất. Mỗi năm làm lễ dỗ cho anh Tiếp và anh Văn, tôi lại nhớ anh rất nhiều. Nhiều lần trong giấc mơ tôi cũng thấy anh. Từ khi nói chuyện với anh qua điện thoại vào tháng 8 năm 1995 tại Santa Ana, tôi gần như không quên anh được. Có điều lúc này tôi nhớ anh không phải để tức giận như ngày đầu sau khi anh đánh đập tôi, mà nhớ để cầu nguyện và xin tha thứ cho anh. Cũng qua điện thoại hôm đó, vợ anh khóc lóc xin tôi nói giùm với nạn nhân khác của anh, mà phần lớn đã có mặt tại Mỹ, xin họ tha thứ cho anh. Tôi đã làm chuyện đó, nhưng tôi cũng xin dùng câu chuyện này để nói với anh một vài lời. Chắc anh còn nhớ và nhớ rất rõ cái ngày anh và tên cán bộ có đôi mắt xước đánh đấm tôi dữ dội vì tôi cho thằng Hà cái áo vàng. Tôi biết anh nhớ chuyện này rất rõ, vì trong lần nói chuyện qua điện thoại, tôi hỏi anh lúc đó, anh suy nghĩ thế nào, anh đánh đập tôi quá tàn nhẫn như vậy. Anh ngần ngừ một lúc lâu, sau cùng không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi mà lại nói, thưa cha, con chỉ nhớ là con đánh cha có một lần khi cha cho thằng Hà cái áo. Anh biết không, sáng hôm đó, sau khi anh đánh tôi gần chết, may mà tôi tháo chạy được vô buồng, tôi đã chụp lấy cái móng cùm, nhảy lên bệ nằm, đứng thách thức và chờ đợi anh. Bản năng sinh tồn bắt buộc tôi phải có hành động quyết liệt như thế, vì nếu không hành động đó, chắc chắn tôi không còn sống đến ngày hôm nay. Lúc đó tôi đã thực sự sẵn sàng. Đã 17 năm qua rồi, mà mỗi lần nhớ lại cảnh ấy, tôi vẫn còn rung mình. Tôi cảm ơn anh lúc đó đã kịp thời dừng chân lại. Nếu anh bước vô buồng, chắc chắn là tôi sẽ đập nát đầu anh ra, vì anh đã hành tôi phát điên lên, phải dồn tôi vào con đường cùng. Dĩ nhiên, sau khi đập vỡ sọ anh thì Cộng sản sẽ giết tôi. Cái chết thì tôi đã sẵn sàng chấp nhận, nhưng những hậu quả tiếp theo có thể không lường được và rất đáng buồn. Hình ảnh một linh mục giết bạn tù bao giờ cũng là hình ảnh khó dung tha, nhất là khi bạn tù đó là một tín đồ Công giáo và tôi có nhiệm vụ rao giảng tin mừng cho anh và cho mọi người. Người đời không biết lý do sẽ nguyền rủa và gọi tôi là linh mục sát nhân. Cộng sản được cơ hội tốt nhất để phỉ báng các tôn giáo, nhất là Công giáo. Gia đình tôi cũng như bạn bè và những người thân yêu của tôi sẽ tủi nhục khi ai nhắc đến tên tôi. Giáo hội Công giáo đau buồn vì có một linh mục vào tù không kiềm chế được tính nóng nảy, đã giết chết một con chiên tín hữu của mình, để rồi bị lãnh án tử hình. Tôi cảm ơn Chúa và cảm ơn anh đã không để cho hậu quả đó xảy ra bằng việc anh dừng chân ngoài cửa mà không xông vào buồng để tóm lấy tôi. Tâm tôi đã trở lại an bình từ lâu rồi. Chính tình thương và sự tha thứ đã đem an bình đến cho tôi và làm cho cuộc sống tôi tốt đẹp sau những năm tháng dài bị đày đọa cả thể xác lẫn tinh thần. Mỗi lần nhớ tới anh, tôi lại đọc lời cầu nguyện cho anh và ước mong anh có lúc hồi tâm suy nghĩ để sám hối tội lỗi của mình. Thời gian mười mấy năm qua chắc cũng đủ dài để anh nhận ra được những tội ác anh đã gây ra trong nhà tù Thanh Cẩm. Tôi tin rằng đến nay anh đã nhận ra được ác tâm của bọn cán bộ Cộng sản đã nhờ bàn tay của anh để giết chết những người không cùng tư tưởng với họ. Họ đã dùng bàn tay của anh để đánh đập, hành hạ và giết chết những chiến hữu trước đây đã từng đứng chung một chiến tuyến với anh. Họ đã nhờ bàn tay anh để đánh đập và hành hạ các linh mục,
mà trước kia và ngay cả lúc này anh dùng chữ cha để gọi họ. Khi mấy tên cán bộ võ trang định nhảy vào đánh đập anh Tiếp, Chuẩn Quý Lăng, phụ trách về an ninh, đã gọi Dực lại bảo rằng hãy để cho bọn chúng thanh toán nhau. Họ muốn bắt chước Phi La Tô ngày xưa để nói ta vô tội trong việc giết người này, các anh cứ xử sự với nhau. Họ không muốn lãnh tiếng xấu là đã đối xử hung ác với tù nhân chính trị mà luôn luôn họ tuyên bố là được đối xử khoan hồng. Tôi xin hỏi anh, chế độ đó đã đền ơn cho anh được những gì? Có lẽ lúc đó anh nghĩ rằng nếu anh hành động như thế anh sẽ được về sớm. Anh muốn đổi tự do của anh bằng chính máu của các chiến hữu của anh trước đây. Tôi tin rằng nay anh đã nhận ra điều đó là một sự sai lầm lớn. Việc anh phải xin được đến định cư tại Hoa Kỳ đã chứng minh cho điều đó. Có lẽ cái hình phạt nặng nề nhất đối với anh là cái nhìn của bạn bè khi gặp lại anh ở bất cứ nơi nào tại Việt Nam hay tại Hoa Kỳ. Tôi nghe nói lúc nào anh cũng muốn chạy trốn tất cả. Điều đó chứng tỏ là anh cũng biết tên anh đã được khắc ghi trong lòng những người trại thanh cẩm bằng một nét mực đen. Tên của anh cũng đã được ghi vào lịch sử đen của trại tù thanh cẩm. Tôi rất thương cho vợ anh khi nói chuyện với tôi qua điện thoại. Chị ấy đã khóc. Thưa cha, từ ngày chồng con được về, gia đình con như sống trong địa ngục. Con có nghe người ta nói là trong tù chồng con đánh đập các cha. Bây giờ nghe cha nói, con mới biết thêm là chồng con đã giết người. Con không ngờ là ảnh đã làm chuyện đó, và con biết là chúng con bị Chúa phạt. Lời khóc than của chị đã xác nhận những gì từ lâu tôi nghĩ về anh và gia đình anh là đúng, mặc dầu tôi không bao giờ mong việc đó xảy ra. Anh Bùi Đình Thi, hôm nay tôi viết cho anh không phải trong tâm trạng đầy uất hận và sợ hãi có lúc đang sống với anh trong trại thanh cẩm, mà viết với tâm hồn thanh thản một người đã lấy được sự an lành cả trên thể xác lẫn tinh thần. Cả thương tích do anh gây ra trên thân xác và trong hồn tôi đã quá thành sẹo. Tối hôm đó, chúng tôi ở nhà anh Lê Sơn tại Fullerton, khi anh Nguyễn Tiến Đạt gọi anh, sau đó trao máy điện thoại cho tôi và nói, cậu Bãi nói chuyện với Bùi Đình Thi đi. Khi cầm ống nghe, tôi vẫn chờ đợi anh gọi tôi bằng một tiếng gì khác như trại thanh cẩm, nên tôi lên tiếng. Chào anh Thi, tôi là Lễ thăm anh đây. Khi anh ngừng người chưa xác định được người bên kia đầu dây, tôi phải nói thêm, chắc lâu rồi anh không còn nhớ. Tôi là thằng Nguyễn Hữu Lễ vượt ngục và bị cùng trong nhà kỷ luật thanh cẩm đó, anh nhớ ra chưa? Lúc đó anh trả lời, cha Lễ đó hả, cha có khỏe không? Câu trả lời của anh làm tôi ngạc nhiên, vì tôi không ngờ anh đã dùng lối xưng hô cha con một cách rất tự nhiên. Tôi thấy thương anh và cảm động vì anh đã gọi tôi bằng tiếng cha. Anh Thi à, không phải tôi ham thích khi có ai xưng hô theo cách tước hiệu tôn giáo này, nhưng với anh, thật sự tôi sung sướng vì tôi còn nghe được tiếng gọi ấy từ cửa miệng của anh. Lúc đó tôi nghĩ rằng từ nay tôi có trách nhiệm đối với anh. Lúc này sau 17 năm qua, tôi đang nói với anh bằng tâm tình của một linh mục muốn nói với một tín hữu, một người anh em có chung với tôi một phép rửa, một niềm tin, một niềm hy vọng. Tôi muốn chuyển đạt với anh chân lý phúc âm, tình yêu của Chúa bao giờ cũng lớn hơn tội lỗi con người. Qua điện thoại anh nói là anh hối hận về những việc làm sai trái của anh. Như thế anh đã đưa ra một lời thú tội, và nếu anh thật lòng sám hối, anh sẽ được lãnh ơn tha thứ. Về phần tôi, anh hãy yên tâm vì tôi đã tha thứ tất cả cho anh. Nhưng trong thời gian làm trật tự thanh cẩm, anh không chỉ hành hạ cá nhân tôi mà anh còn đánh đập nhiều người khác, chẳng hạn các linh mục Mai Quang Bao, Phạm Quý Hòa và Phạm Hữu Nam. Nhưng việc anh phải chịu hậu quả nặng nề và lâu dài nhất là việc anh giết chết hai anh Đặng Quang Tiếp và Lâm Thành Văn. Đó là một món nợ máu mà anh đã mắc với hai nạn nhân của họ, cũng như đối với thân nhân, bằng hữu và chiến hữu của họ. Muốn được tha thứ, anh phải nhìn nhận tội lỗi của mình và trực tiếp xin được tha thứ. Những người anh đã đánh đập, nhất là các linh mục, tôi nghĩ rằng họ sẽ bỏ qua cho anh, nhưng dù sao cũng phải xin tha thứ. Gia đình Lâm Thành Văn tới nay tôi chưa nhận được tin tức gì, nhưng thế nào tôi cũng sẽ liên lạc được và thông báo cho anh biết sau. Với gia đình Đặng Văn Tiếp, từ sau ngày liên lạc được từ năm 92, họ đã coi tôi một thành phần trong gia đình. Tôi hiểu được sự đau đớn và mất mát thật lớn lao mà anh đã gây ra cho gia đình họ Đặng. Riêng đối với chị Quyền Thanh, người vợ sắp cưới của anh Tiếp, chị đã phải sống trong u sầu, đau xót và thương tiếc kể từ khi nghe tin anh Tiếp bị anh giết chết tới nay.
Khi nghe tin qua Mỹ, sự đau khổ chị ấy lên đến cùng cực. Xác anh Tiếp được chôn vùi sơ sài tại đồi tranh gần K2. Tôi tin rằng anh còn nhớ nơi này. Khoảng một năm sau, nhờ có người giúp đỡ, người nhà anh đã lén đến Thanh Cẩm bốc mộ anh và đưa hài cốt anh về an táng tại Nam Định là cố hương của anh Tiếp. Anh Thi, tuy giờ này nắm xương tàn của Lâm Thành Văn và Đặng Văn Tiếp đã nằm yên trong lòng đất lạnh, nhưng tôi nghĩ rằng vong linh của hai người này vẫn còn vương vấn bên anh. Để giúp cho hai anh ấy được siêu thoát, anh cũng cần đốt một nén hương, thành tâm xin họ thứ tha cho anh. Nếu có thể được, anh xin phép thân nhân cho anh được đến lại trước bàn thờ anh Tiếp. Tôi có thể đi với anh để làm chuyện này. Tôi tin rằng sau khi làm chuyện đó, thân nhân của anh Tiếp được giảm bớt ưu sầu, và anh cùng gia đình anh có thể được sống bình an hơn trên đất Mỹ. Những người khác nhận thấy sự thành tâm thống hối của anh, họ cũng sẽ tha thứ cho anh. Tôi sẽ giúp anh trong việc này, vì đây là một trong những nhiệm vụ của Linh Mục. Chờ một thời gian khá lâu, không thấy Bùi Đình Thi trả lời, nên tôi đã công bố bài viết đó vào năm 1996 để rộng đường dư luận. Đồng thời, tôi cũng có một lá thư gửi tới tất cả các bạn tù như sau. Các anh em, bạn tù thân mến, tôi cảm thông thật sâu xa tâm trạng của những nạn nhân bị Bùi Đình Thi đánh đập trong tù. Tôi cũng chia sẻ sự đau khổ với gia đình và bạn bè của hai Đặng Văn Tiếp và Lâm Thành Văn. Bản thân tôi là một nạn nhân may mắn còn sống sót. Dù vậy, tôi cũng xin bày tỏ tâm tình sau đây. Trong trại tù cũng như khi ra ngoài xã hội, các anh em đã từng tỏ dấu khinh bỉ, có khi nguyền rủa những người khi ở trại đã làm anten, báo cáo gian dối để hãm hại anh em và lập công với cán bộ cộng sản. Dĩ nhiên lúc đó chúng ta không thể chấp nhận và dung tha cho những kẻ hành hạ và giết chết anh em thay cho cán bộ cộng sản. Nhưng những gì chúng ta suy nghĩ và uất hận khi còn trong tù đã dần dần phôi phai đi với thời gian. Những người có hành vi bất xứng khi ở trong trại nay bất chợt gặp anh em một nơi nào đó, tuy anh em không tiếp đón họ một cách ân cần và thân mật như những anh em khác, nhưng ít ai còn có nghĩ rằng phải bắt những người này đền tội như khi còn trong trại. Riêng cái hành động của Bùi Đình Thi, một số anh em nghĩ rằng ít ra cũng bắt anh ta phải chịu một hình phạt nào đó, vì không thể để cho một tên sát nhân sống ung dung tự tại như vậy được. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, mặc dù không ai muốn tiếp xúc với anh ta, tôi thấy rằng hình như không ai còn muốn đòi nợ máu nơi anh ta nữa, mà chỉ có muốn Bùi Đình Thi có một hình vi sám hối nào đó. Tôi nghĩ rằng Bùi Đình Thi đang chịu một thứ hình phạt rất nặng nề, đó là mặc cảm tội lỗi. Vì thế luôn luôn phải tìm cách lẩn tránh anh em, ngay cả khi đến được Hoa Kỳ. Tôi tin rằng hình ảnh của hai Đặng Văn Tiếp và Lâm Thành Văn luôn luôn theo đuổi Bùi Đình Thi trong suốt 17 năm qua, như cặp mắt của Cain trong Kinh Thánh sau khi Cain đã giết người em của mình là Abel. Đối với Bùi Đình Thi, không có gì đáng sợ bằng hai hình ảnh đó. Theo tôi nghĩ, mặc dù Bùi Đình Thi hung ác từ bản chất, nhưng nếu không có cán bộ cai ngục dung dưỡng và lợi dụng anh ta để thực hiện ý đồ thâm độc của chúng, thì anh ta không có dịp để bộc lộ tính chất ác độc của anh một cách dữ dằn như vậy. Francis Bacon có nói, một người khi báo thù thì chỉ ngang hàng với kẻ thù của mình, nhưng khi bỏ hết những thù hận, họ là người trên. Những gì Bùi Đình Thi đã chịu 17 năm qua, tôi nghĩ rằng đã đủ. Nếu anh ta thật lòng sám hối và muốn có một cái gì để chuộc lại lỗi lầm của mình, tôi xin các anh em cũng sẵn sàng bỏ qua. Bằng tình thương và sự tha thứ, chúng ta tìm được sự an bình trong tâm hồn của mình, mà còn đem lại bình an cho một con người đã quay trở lại và cả gia đình anh ta nữa. Xin tình yêu và bình an của Thiên Chúa đến với tất cả chúng ta. Thưa bạn, hôm nay cái video này tương đối nó dài, bởi vì tôi muốn cho các bạn nghe lại một lần tất cả diễn biến câu chuyện, để cho thấy rằng đó, cái câu chuyện này nó có đầu có đuôi, và nó cái sự kết thúc thế nào đó. Thì đây tôi xin trả lời với tất cả các bạn mà hỏi tôi rằng, thưa cha, bây giờ Bùi Đình Thi còn sống không, hay là đang ở đâu, hay làm gì đó, thì đây là cái đoạn kết câu chuyện về Bùi Đình Thi mà theo cá nhân tôi biết được. Thưa các bạn, Bùi Đình Thi qua Mỹ vào năm 1994 theo diện HO, tức là theo diện những người tù
sĩ quan tù miền Nam đó mà có đi tù trên 3 năm đó thì được chính phủ Hoa Kỳ cho phỏng vấn cho qua định cư cùng với gia đình tại Mỹ. Ông ta đến Mỹ vào năm 1994. Tôi cũng được biết Bùi Đình Thi vào năm 1994. Và tôi đã gọi điện thoại thăm Bùi Đình Thi. Và tôi đã quyết định đến thăm Bùi Đình Thi cùng với hai người bạn tù là anh Lê Sơn và Tiến Đạt. Cái ngày đó là cái ngày 19 tháng 9 năm 1996. Xin mời các bạn đã nghe trong phần rồi đó. Tôi đến thăm Bùi Đình Thi tại gia đình. Nhưng mà sau đó rồi đó, thì bởi vì có rất nhiều người lên tiếng trên báo chí hoặc trên đài phát thanh, rồi có một số người đã đưa ra những ý kiến phản bác lại, nói rằng là Bùi Đình Thi không có làm cái gì ác ông trong tù, mà chính Bùi Đình Thi cũng lên tiếng nói rằng không có gì cả, cho nên trở thành một cái đề tài tranh luận rất là lớn. Và một quỹ ban gọi là quỹ ban cứu người vượt biển, từ người ta nhập cuộc, người ta điều tra tìm hiểu tất cả những cái câu chuyện về Bùi Đình Thi, và cái người đứng ra để mà tố cáo Bùi Đình Thi này với tòa án di trú Hoa Kỳ đó là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là chủ tịch quỹ ban cứu người vượt biển. Và năm 2001 đó, thì quỹ ban cứu người biển đưa vấn đề này tố cáo với bộ di trú, cơ quan di trú bên Hoa Kỳ. Sau khi người ta thụ lý hồ sơ thấy rằng Bùi Đình Thi là người có vi phạm về cái luật cư trú, tức là những người đã từng sát hại chết người, đã từng sát hại người bị vi phạm nhân quyền nặng, cho nên Bùi Đình Thi đã bị bắt vào ngày 22 tháng 9 năm 2003 và đưa ra tòa án tại San Pedro ở Los Angeles. Khi đó Bùi Đình Thi bị đưa ra tòa án di trú chứ không phải là tòa án dân sự của không phải tòa án tội phạm, mà di trú tức là xét về cái tội có được quyền cư trú hay không thôi. Thì phiên tòa đó kéo dài từ ngày 22 tháng 9 năm 2003 cho đến ngày 27 tháng 4 năm 2004, kéo dài 7 tháng. Và thời gian 7 tháng đó tôi cũng được Bộ Di trú Hoa Kỳ mời qua ra tòa liên tục trong thời gian đó với cách là một nhân chứng. Và ở đây tôi xin mở dấu ngoặc để làm sáng tỏ một vấn đề mà sau này tôi đọc thấy một vài tờ báo đó, nó nói làm cho tôi thấy đây là một nhận xét không có đúng. Có một vài người nói rằng đó là khi tôi đã đến nhà tha thứ với Bùi Đình Thi vào năm 1996 rồi, mà sau đó thì tôi lại ra tòa, tôi lại nói những lời kể bằng kết án Bùi Đình Thi. Tôi nói không phải, vậy nói thế là hoàn toàn sai và không hiểu gì cả. Cái việc tha thứ là việc của tôi, là việc cá nhân giữa tôi với Bùi Đình Thi. Còn khi mà ra tòa với cái bộ nhân chứng đó, thì tôi nói chuyện này thì chỉ tôi nói có là trừ cho Cộng sản tôi không biết thôi. Còn những chế độ tự do đó, là khi mà ai được ra tòa để mình làm chứng đề gì đó, là người ta yêu cầu chúng ta đặt tay lên sách thánh mà thề, nói rằng tôi chỉ nói sự thật và hoàn toàn sự thật mà thôi. Có nghĩa là tôi ra tòa với cái bộ nhân chứng, thì tôi bắt tay sách thánh tôi thề, tôi nói rằng tôi nói sự thật và chỉ sự thật mà thôi, thì tôi đã làm người nhân chứng hoàn toàn trong thời gian đó. Còn cái việc mà Bùi Đình Thi có vi phạm luật di trú hay không, đó là chuyện của chính phủ Hoa Kỳ, người ta cứu xét, chứ không phải là chuyện của tôi. Cho nên đó, ngày 27 tháng 4 năm 2004 đó, Bùi Đình Thi bị kết án, tòa án di trú ở Hoa Kỳ kết án là Bùi Đình Thi bị mất quyền cư trú và bị trục xuất trở về Việt Nam. Ở đây tôi xin nói rõ một chi tiết mà có lẽ trước giờ tôi chưa được nói, bữa nay tôi nói rõ trên cái màn ảnh này để tất cả các bạn hiểu qua về cái phiên tòa đó. Phiên tòa đó kết thúc vào 27 tháng 4 năm 2004 vào buổi sáng. Thì sau khi phiên tòa kết thúc đó, tôi có xin với bà chánh án cho tôi nói một vài lời. Các bạn biết rằng trên tòa đó mà ban muốn nói bất cứ gì phải xin phép bà chánh án, không bao giờ được phép nói cả. Thì bà chánh án cho phép tôi nói. Thì tôi nói đó, tôi xin được nói hai điều về vụ án hôm nay. Thứ nhất, về cá nhân tôi,
tôi hoàn toàn tha thứ cho anh Bùi Đình Thi về tất cả những gì mà anh ta đã làm thiệt hại cho cuộc đời của tôi. Ngay cả những thương tích đầy người, ngay cả cái gì mà tôi bị giật phổi, tôi bị bại chân, tôi bị mất mắt vân, tất cả đều là những tác phẩm của Bùi Đình Thi. Tôi tha thứ hoàn toàn cho Bùi Đình Thi, không có một cái ý kiến gì cả. Và thứ hai, tôi xin với tòa rằng đó, cái việc này đó là cái việc riêng tư của Bùi Đình Thi làm trong nhà tù, không liên quan gì tới chuyện vợ con của anh ta cả. Cho nên tôi xin tòa đừng có liên, đừng có kẹp cái trường hợp của Bùi Đình Thi, đừng có liên kẹp vợ của Bùi Đình Thi chung với cái bản án này là không được. Tức là nếu mà di trú, Bộ Di trú Hoa Kỳ có một cái biện pháp gì thì chỉ riêng Bùi Đình Thi mà thôi. Còn vợ của Bùi Đình Thi tôi xin yêu cầu được miễn tố, tức là được tự do sống nước Mỹ. Thì bà chánh án có nói tôi rằng tôi chấp nhận cái lời yêu cầu của cha và tôi ghi vào biên bản bản án. Đó là những gì mà tôi nói công khai trước mặt các bạn ở đây. Thưa bạn, sau đó rồi đó thì tôi được biết là Bùi Đình Thi không có trở về Việt Nam, bởi lúc đó giữa Hoa Kỳ Việt Nam chưa có ký cái thỏa hiệp về vấn đề dẫn độ. Cái thỏa hiệp này đã chỉ ký vào năm 2008 thôi. Thì Bùi Đình Thi không có trở về Việt Nam mà lại bị đưa ra một cái đảo gọi là đảo Marshall Islands ở bên Thái Bình Dương. Đại khái nó gần đảo Quét, gần đảo Đại Khái Hiểu, nói là gần đảo Guam, Đại Khái Hiểu, nói vậy cho dễ hiểu. Và theo như tôi được biết đó, thì Bùi Đình Thi ra đó vào tháng 11 năm 2005, tức là gần một năm sau khi phiên tòa chấm dứt. Thì từ đó về sau đó, thì cái vấn đề Bùi Đình Thi coi như qua đi, không còn ai nhắc tới, không còn ai để ý gì nữa, không còn ai, nó hỏi hết là đề tài thời sự rồi, cho nên mọi chuyện nó qua đi. Tôi chẳng biết thế nào, tôi chẳng biết gì về thêm về Bùi Đình Thi nữa. Nhưng cho tới tháng 8 năm 2011 đó, thì tôi mới được tin rằng đó là Bùi Đình Thi đã chết tại đảo Marshall. Và trong đó đó, tôi biết tin này đó là qua một cái bản điện thư của tờ báo Người Việt cho biết là Bùi Đình Thi qua đảo đó mà không có bị giam cầm. Phải nói rõ là không có bị giam cầm, nhưng mà chỉ gọi là như là chỉ định cư trú trên đảo thôi. Và theo mà tất cả những gì tôi được biết đó, thì Bùi Đình Thi đã qua đời, tôi được biết vào tháng 8 năm 2011. Và coi như câu chuyện của Bùi Đình Thi đó chấm dứt từ đó. Cho nên tôi nói này đó là để trả lời cho tất cả những người nào mà muốn biết gì về cái số phận của Bùi Đình Thi sau những cái việc xảy ra tại Mỹ, sau những dịp mà tôi đến thăm viếng, rồi sau những ngày ra tòa án, rồi sau thời gian phải bị đày ra đảo Marshall Islands ở bên giữa Thái Bình Dương đó, thì cái nhân vật Bùi Đình Thi mà chúng ta hỏi tới đó đã chết tại đảo Marshall. Theo được biết cái tin tức đó là vào tháng 8 năm 2011. Đó là câu trả lời rất rõ ràng và dứt khoát của tôi. Ước mong rằng đó, những gì tôi nói hôm nay nó sẽ khép lại một cái sự việc đau buồn. Riêng cá nhân tôi đó, tôi cho đây là một sự tôi rất đau buồn. Là bởi vì đó, như tôi nhắc lại, 13 năm tù của tôi đó, cái sự đau đớn nhất của tôi trong tù đó là tôi chứng kiến và chịu đựng cái cảnh những anh em đồng cảnh ngộ, đồng hội, đồng phiền, đồng chiến tuyến, là những anh em từng là một chiến hữu, từng là một người cùng tranh đấu chống cộng với nhau, bây giờ trở vô tù là trở mặt và đứng về phía kẻ thù. Nhưng đừng quên rằng đây là một thủ thuật của người cộng sản ném đá dấu tay. Tôi nói rằng đó, nếu Bùi Đình Thi mà không có một cái chỗ dựa lưng, không có những kẻ chủ mưu, không có những người xúi dục là chế độ Cộng sản Việt Nam đó, thì Bùi Đình Thi cho dù có là một người bản chất ác đi nữa đó, thì cái sự ác độc cũng không đến nỗi quá nhẫn tâm như vậy. Cho nên cuối cùng rồi đó, thì cho thấy rằng tất cả mọi chuyện đó, dồn lại đó là cái sự ác độc của chế độ Cộng sản đối với thành phần dân tộc bại trận miền Nam. Nhưng ở trong cái phần kết luận của bút ký Tôi Phải Sống,
tôi xin các bạn nghe một đoạn tôi kêu gọi trong bút ký Tôi Phải Sống Của Tôi trước khi chấm dứt cái bút ký đó. Xin mời các bạn lắng tai nghe đoạn cuối cùng trong bút ký Tôi Phải Sống Của Tôi. Xin cảm ơn quý bạn, quý thính giả đã theo dõi bút ký Tôi Phải Sống và các phụ trương. Tôi cũng xin thay mặt các thính giả cảm ơn ca sĩ Sơn Ca đã đóng góp tâm tình và giọng đọc thật duyên dáng để tạo nên vẻ độc đáo của sách nói Tôi Phải Sống. Ước mong những suy tư của tôi và những ước mơ của tôi chứa đựng trong tập bút ký này sẽ giúp cho một số người nhìn lại kỹ hơn về số phận đau thương và bất hạnh của quê hương và dân tộc Việt Nam chúng ta, đặc biệt là trong thời kỳ sống dưới chế độ Cộng sản. Dù vậy, chúng ta biết rằng thể chế chính trị nào rồi cũng sẽ qua đi, triều đại nào rồi cũng sẽ sụp đổ, chỉ có dân tộc là trường tồn. Tôi xin gửi tới toàn thể đồng bào Việt Nam lời kêu gọi thiết tha từ đáy lòng của tôi sau đây. Hãy để cho bóng tối đi qua và cùng nhau hướng về nguồn ánh sáng bình minh của dân tộc. Tại thành phố Auckland, New Zealand, ngày 29 tháng 4 năm 2020, kỷ niệm 50 năm chức linh mục của tôi. Bút ký này, bản văn này tôi đã hoàn tất vào năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 50 năm chức linh mục của tôi. Và hôm nay tôi muốn nhắc lại điều đó, nhắc lại cái tư tưởng đó để cho nói rằng cho dầu những sự đau thương, cho dầu những sự buồn phiền, những sự đau khổ đã xảy ra trong dân tộc chúng ta đó, thì tôi cũng lớn tiếng tôi kêu gọi rằng đó là dân tộc Việt Nam chúng ta phải biết nhìn xa hơn, là phải để cho bóng tối nó đi qua và cùng nhau hướng về nguồn ánh sáng bình minh của dân tộc. Bởi vì cái điều mà tôi vẫn khẳng định và tôi vẫn nói rất nhiều lần trong các bài viết, trong các diễn đàn, trong các video trong chúng tôi rằng thể chế chính trị nào rồi cũng sẽ qua đi, triều đại nào rồi cũng sẽ sụp đổ, chỉ có dân tộc là trường tồn. Mà bất cứ một thể chế chính trị nào càng bạo ngược, càng tàn khốc, càng triệt tiêu thành phần dân bao nhiêu đó, thì chế độ đó lại càng mau qua đi bấy nhiêu. Đó là điều tôi khẳng định dứt khoát trong cái video này. Nhân dịp đây tôi sẽ thông báo, cách đây gần một tháng, hay đúng là ba tuần, tôi có nói rằng chúng tôi cố gắng để thực hiện cái phim của cuốn sách I Must Sleep, Tôi Phải Sống Của Tôi đó. Thì chúng tôi quyết tâm phải cố gắng thực hiện phim này. Nhưng mà như tất cả các bạn biết đó, là từ khi mà mình con người đó thay ngén một cái dự án về một cái hoài bão, cho đến khi mà hoàn thành được cái đó, nó còn đường dài lắm, nó đường rất là dài, còn bao nhiêu trở ngại, rất là nhiều mặt. Trong đó trở ngại về tài chính, trở ngại về chuyên môn, trở ngại về nơi chúng ta, nó rất nhiều lắm. Cho nên đó, thật sự mà nói đó, tôi thấy con đường nó rất là gian nan. Nhưng xin các bạn cũng cầu nguyện phù hộ với tôi, giúp tôi, nếu mà trời Phật nếu mà Chúa muốn đó, thì giúp cho những cơ hội thuận tiện để cho cái phim này nó được thành hình theo những ý mong muốn. Còn bây giờ thực hiện mà nói đó, thì chính tôi cũng thấy rằng đây là một sự rất là khó khăn, mà những khó khăn đó chúng ta phải cố gắng để mà vượt qua. Điều thứ hai, như hôm nay tôi muốn thông báo luôn, bắt đầu từ video sau, tôi sẽ đưa lên một cái loạt, một cái chiến dịch mới, đó là chiến dịch kêu gọi đốt xác Hồ Chí Minh. Chiến dịch kêu gọi đốt xác Hồ Chí Minh. Tôi kêu gọi trong chiến dịch này á, không có phải là với gì với sự hận thù hay là sự ghét bỏ gì cả, mà chúng ta dựa vào vấn đề nhân đạo, dựa vào vấn đề phong tục của người dân Việt Nam, dựa vào lịch sử, và nhất là dựa vào cái tình người giữa người với người. Cho nên tôi không muốn dân tộc Nam chúng ta đó
nó có bị một cái sự ngăn cách, một sự cản trở để trên con đường tiến tới cái bình minh dân tộc bằng những cái trở ngại. Những trở ngại đó dân tộc chúng ta phải dẹp bỏ đi, để rồi người dân Việt Nam chúng ta nói chung đó là mới thấy được cái ánh sáng bình minh dân tộc. Cho nên tôi sẽ trong những video tới, tôi sẽ phát động cái chiến dịch đốt xác Hồ Chí Minh. Tôi xin các bạn cố gắng theo dõi trong những video tới. Xin cảm ơn rất nhiều các bạn lắng tai nghe. Cái video clip hôm nay tương đối hơi dài, nhưng bởi vì chúng ta có nhiều vấn đề cần nói rốt ráo, cho nên tôi xin lỗi các bạn nó hơi dài, xin các bạn thông cảm. Xin thân ái mến chào tất cả các bạn. Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ từ thành phố Auckland, New Zealand. Đòn thù trên thể xác của tác giả bức tường thương tiếc. Tác giả Tuấn Khanh. Trên các trang mạng, những người yêu mến điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu, yêu mến một kỷ niệm đẹp của Việt Nam Cộng Hòa đều nhắc nhau nên sớm ghé thăm ông. Người đã tạo bức tường thương tiếc vang bóng một thời của nghĩa trang quân đội Biên Hòa, nay đã 90 tuổi, nhớ nhớ, quên quên, và như cũng đã quá mệt mỏi với một cõi tạm đầy những nhọc nhằn với ông. Sinh năm 1934 tại Gò Vấp, Sài Gòn. Điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định và sau đó qua động viên tham gia ngành quân nhu, rồi trở thành đại úy, phục vụ tại Cục Chiến tranh Chính trị. Trong cuộc đời mình, điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu đã tạo ra vô số tác phẩm, nhưng đắc ý và được nhiều người biết đến nhất là Tường Thương Tiếc, đặt tại Nghĩa trang quân đội Biên Hòa, và bức thứ hai là Tường An Dương Vương đặt ở ngã sáu Chợ Lớn. Cả hai đều khánh thành vào năm 1966. Lúc này thì ít ai nhận ra điêu khắc gia lừng danh của miền Nam tự do cũ. Do ông ít bạn bè, trí nhớ không còn sắc bén. Và một phần khác, quá trình đi tù sau năm 1975 bị đánh đập nên ông bị hư hại thính giác. Gặp ông lúc này ở nhà riêng tại Nguyễn Thượng Hiền, Gò Vấp. Nói gần như hét vào tai thì ông mới hiểu hết ý của người đối thoại. Những người thân quen biết nói ông vẫn còn bị PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, với những năm tháng tù đầy, tức dư chấn tâm thần, dẫn đến trạng thái bất thường, hoảng sợ từ một biến cố hay giai đoạn có sức ám ảnh. Nên nếu chạm vào người ông bất ngờ hoặc nâng dìu mà không báo trước đều làm ông giật mình hay hoảng hốt. Hiện điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu sống cùng sự chăm sóc của các con. Nơi cư ngụ của ông, số 176 Nguyễn Thượng Hiền, phường 1, Gò Vấp, là quán cà phê tượng đá, nơi có đặt nhiều tượng mà ông sáng tác lâu nay. Căn phòng nhỏ của ông nằm nép sau quán cà phê, là nơi trú ẩn hết sức cô đơn của ông cùng kỷ niệm. Người quen cũng thấy ông lặng lẽ làm lại mẫu tượng thương tiếc thu nhỏ, đặt trong phòng, chỉ chia sẻ với ai quen biết. Đây cũng là một trong những điều gây đau đớn tinh thần của ông. Sau năm 1975, chính quyền mới cho người lập tức đến nghĩa trang quân đội Biên Hòa kéo đổ bức thương tiếc, sau đó đập nát để thỏa lòng căm thù. Nhưng vẫn chưa đủ. Ít lâu sau đó, theo chỉ điểm của giới nằm vùng, một nhóm bộ đội và băng đỏ cầm AK-47 đến tận nhà ông, đem mẫu tượng ban đầu, khuôn gốc, đập và chửi bới, đánh đập cả ông. Vì tượng đài An Dương Vương ở ngã sáu Chợ Lớn là tượng một danh nhân của lịch sử Việt, nên dù có ghét bỏ tác phẩm của Nguyễn Thanh Thu, chính quyền mới cũng khó lòng thẳng tay hủy hoại.
họ chỉ để nguyên vậy, không tu sửa sau nhiều chục năm, với ý đồ rất rõ là đời có hư hại là lập tức cho phá, mang đi. Đó cũng là trường hợp của tượng đài Trần Nguyên Hãn trước chợ Bến Thành. Và vì sao phải vậy? Bởi tượng Trần Nguyên Hãn được coi là thánh tổ của truyền tin quân lực Việt Nam Cộng Hòa, còn tượng An Dương Vương là biểu tượng của công binh Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu không chỉ là người làm tượng. Được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu yêu cầu đi Phi Luật Tân để tham khảo một nghĩa trang chiến binh mà người Phi rất tự hào. Ông Thu quay về và đưa ra đề án xây nghĩa trang quân đội Biên Hòa để thay thế cho nghĩa trang ở Hành Thông Tây, Gò Vấp vào đầu những năm 60, thế kỷ 20 đã bắt đầu chật chội. Điều lạ thường của chuyện bức tượng thương tiếc là khi đã có đủ 7 bản ký họa mẫu phát thảo dự trù cho bức tượng tiêu biểu trước nghĩa trang, hình ảnh của anh hạ sĩ lính nhảy dù Võ Văn Hai ngồi nói chuyện hư không với một người bạn tử trận của mình trong một quán nước vô tình đập vào mắt của ông Thu, khiến ông ngẫu hứng ghi lại, dây dứt với nó. Khi trình bày các đề án lên Tổng thống Thiệu, ông Thu đã xin lỗi khi bày ra tờ giấy lót trong gói thuốc lá, có vẻ chỉ vội sơ sài, và nói rằng xin lỗi vì mình vừa mới làm. Ông kể lại là lúc đó, Tổng thống Thiệu hỏi ông, bản nào anh đắc ý nhất? Ông Thu nói mình bị ám ảnh về hình ảnh ông phát họa từ hạ sĩ Võ Văn Hai. Sau đó ông và Tổng thống Thiệu đã cùng chọn cái tên thương tiếc cho bức tượng này. Để hoàn thành toàn bộ bản vẽ chính xác cho thương tiếc, hạ sĩ nhảy dù Võ Văn Hai đã ngồi làm mẫu cho ông Nguyễn Thanh Thu chỉnh đi sửa lại từng nét một suốt 3 tháng. Khởi đầu năm 1966, tượng được thực hiện bằng bê tông, cốt sắt. Đến năm 1969, được thay đổi bằng đồng. Tượng cao 4 mét. Nếu tính cả mô đất dưới chân người lính và bệ tượng thì chiều cao của tượng đài là 8 mét. Tác phẩm này điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu nhận giải đặc biệt của Tổng tư lệnh tối cao quân đội Việt Nam Cộng Hòa vào tháng 8 năm 1968. Sau năm 1975, ông Thu trở thành nơi trút hận thù của các cán bộ trại tù cải tạo. Chỉ là người sáng tạo điêu khắc, nhưng ông phải trải qua 8 năm tù ở trại Hàm Tân. Ông Thu kể rằng, trong đó, ông có 22 tháng nhốt biệt giam và đánh đập tàn nhẫn ngày này qua tháng nọ. Khi ông lên tiếng hỏi vì sao ông bị tra tấn dã man như vậy, thì cán bộ vừa đánh vừa nói. Tội của anh là lưu lại cái tư tưởng, cái hình ảnh, cái tinh thần đó mới là quan trọng. Anh đừng nghĩ đến chuyện trở về nhé. Những ngày tháng bỏ đói với vô số những trận đòn thù đã làm cho tai ông điếc và cơ thể chỉ là da bọc xương. Cũng có lúc ông đã bị mang ra trường bắn lúc 4 giờ sáng, bịt mắt lại. Nhưng không hiểu sao lại có thay đổi vào giờ cuối, cho mang về nhốt lại. Đến ngày ông được thả về, người nhà mô tả là ông phải có người vác đi vì không tự đi nổi. Trước đó, khi cán bộ yêu cầu ông viết đơn xin khoan hồng và đổ tội hết cho chế độ cũ, chứ ông không tự mình tạo ra những tác phẩm điêu khắc của quân đội. Ông Thu kể rằng lúc đó ông đã đuối sức lắm, chỉ còn thều thào nói được là tôi tạo ra, tượng chết thì tôi chết theo. Một viên cán bộ tức giận nhào tới tát vào hai bên tai của ông. Những cú tát chí mạng khiến máu mũi và máu tai ứa ra. Điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu điếc gần như toàn phần từ đó. Ông Nguyễn Thanh Thu có tham gia chương trình DHO của sĩ quan bị cải tạo. Ông ở Mỹ gần 10 năm, nhưng loay hoay vì nhớ nghề điêu khắc mà không thể nào nối lại được. Sức khỏe thì suy sụp mà quá cô đơn với tâm hồn nghệ thuật của mình. Nên sau đó ông xin về lại Việt Nam, sống với con, lặng lẽ tạo ra những bức tượng riêng của mình.
ôm giấc mộng đời đến cuối cùng. Giấc mơ lớn nhất mà điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu vẫn giữ là có ngày phục dựng được bức Thương Tiết. Nhưng giờ ở cái tuổi 90, mệt nhoài với những chặng đường đã qua, ngày càng đau yếu, có lẽ rồi ông cũng sẽ ra đi lặng lẽ với những nỗi niềm rất thiêng liêng đã có trong đời mình. Còn chút nhớ về, xin hãy thử đến gặp ông ở những giờ phút này tại Gò Vấp, Sài Gòn. Tuấn Khanh. Chưa chết đã là đúng đầu đâu không? Túm xích anh nghe túm xích. Ông cổng qua chưa? Cái đầu đó ở đâu đây? Ê, ông đi vui đấy. Xấu quá mà. Số mày không chết nhưng mà mày chạy rồi. Đấy, nhạt đòn chí hạng đấy. Nhạt nữa. Ui trời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói đi thôi. Buộc chặt vào. Mấy vòng vào? Một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi, không nên. Đây. Lấy dao. Chọc. Dao cụ thế. Để cạnh đập vào cung họng này. Đấy được rồi. Rò vào rồi đấy mà. Chà cuốn sao? Nhưng ra. Đấy. Bắt đầu chặt đi ông chặt đi trong đấy lấy đang chảy ra. Đây này cái mõm nó này hất ra thì giờ. Thế mà tiết nó phải chảy ống ọc cơ. Giáo đánh cái cành rồi. Đùn nằm nòng thôi. Hứng nữa vào, không mấy thì nó ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nữa, nó ra đấy. Chốc nó ra, đấy, giờ bắt đầu. Nó còn thở. 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 Nó còn thở.